Cổ nhân quan niệm rằng thân tâm người ta là bầu vỏ trụ nhỏ, hàm xúc đủ tất cả mọi khí chất và lẽ nhiệm màu của trời đất. Ấy vậy, nên hãy biết thiên đạo thì biết được thân tâm mình, hoặc biết được thân tâm mình thì biết được đạo trời đất. Thầy Tử Tư nói rằng, đạo gốc ở nơi trời mà ra, người ta chẳng khá sửa đổi. Còn cái thể của đạo có đủ trong mình, người ta chẳng khá lìa xa. Mạnh Tử nói, biết tâm thì biết được tánh, biết được tánh thì biết được trời. Ông Hiền Triết ở xứ Hy Lạp nói rằng, ông hãy tự biết mình trước đi rồi ông sẽ biết được võ trụ. Tự biết mình đây, Phật giáo gọi là tự giác. Thế mà tự giác ra là sao? Tự giác đây chẳng biết hình hài tốt xấu, cao thấp, mập ốm, mà thật phải biết tập hư, nết xấu, đức tốt, hạnh lành, rồi cố gắng diệt trừ bên này, hàm dưỡng bên kia, lần hồi tạo lập cho mình một tinh thần đạo đức cao siêu, linh động, đúng theo cái hòa điệu của trời đất, vượt ra ngoài những tục lụy trần ai, và chung quy cầu sự giải thoát kiếp luân hồi ra ngoài vòng sanh tử. Công phu tu tập lấy Niết Bàn làm chuẩn đích. Niết Bàn ra sao? Chữ Niết Bàn có nhiều ý nghĩa khác nhau như hữu dư Niết Bàn, vô dư Niết Bàn, vân vân. Ở đây chữ Niết Bàn có nghĩa là diệt độ, tức là trạng thái tâm linh quét sạch cả vô minh nghiệp chướng, lân lân trong sạch. Quyền năng của nó có thể cảm thông với đức chí linh toàn trí năng tận thiện mỹ, tức đại từ phụ sanh dục muôn loài vạn vật. Người tu hành đạt tới trình độ này thì sống theo đạo tự nhiên. Họ coi muôn loài là anh em một nhà, họ coi võ trụ là đại gia đình của vạn vật, họ là một phần tử của võ trụ. Đời sống của họ luôn luôn khích lệ trên nền tảng giữ thiên địa đồng sanh, giữ vạn vật đồng thể, học đạo trời để làm quy củ thể hiện đạo người, tích thực hành câu sách trung dung, thành giả thiện chi đạo, thành chí giả nhân chi đạo. Để tiện bề giảng giải pháp môn tự giác, tự tu, chúng tôi tạm chia quyển sách này ra làm 5 phần. 1. Võ trụ thiên địa. 2. Võ trụ dịch lý. 3. Phương châm nhập thế. 4. Phương châm xuất thế. 5. Kết luận. 5 phần này, đại cương nghị luận pháp môn tu tập còn giảng giải chi tiết. Chúng tôi thể theo giáo lý của Tam giáo và thánh ngôn của Đức Thượng Đế mà thuật lại, chứ sự thật chúng tôi không bịa đặt điều gì cả. Có điều chúng tôi xin thưa trước là đạo pháp rộng mênh mông như biển. Người học đạo pháp ví như chim uống nước biển. Thử hỏi, từ xưa có chim nào uống cạn nước biển chăng? Ắt không. Thì người học đạo pháp cũng vậy, trừ ra các vị giáo chủ siêu phàm thì không nói. Còn hạng thường nhân như chúng ta chẳng qua tìm học một vài pháp môn sơ đẳng, cầu sự giải thoát tâm linh mà thôi. Chân truyền của Đức Thầy chúng tôi dạy rất chu đáo, nhưng sự thực hiện đạo đức chúng tôi còn khuyết điểm là tại sự giác hành của chúng tôi chưa viên mãn. Nhưng nghĩ vì bổn phận kẻ hành đạo chẳng phải tự độ mà phải độ tha nữa, quyển sách nhỏ này ra đời chỉ vì soạn giả muốn góp chút công vào cơ phổ độ. Mặc dầu sự khuyết điểm không ít, mong rằng nó sẽ giúp bạn đồng môn một phần nhỏ mọn nào. Phần thứ nhất, võ trụ thiên địa. Đây chúng tôi muốn nói về võ trụ đạo đức tâm linh, nghĩa là chúng tôi tìm hiểu đạo tự nhiên tạo lập càn khôn, hóa sanh vạn vật, lưu hành trong không gian, thời gian và có liên đới quan hệ với đời sống của người, để rồi theo đó chỉnh đốn lẽ sống của mình, hầu tránh khỏi hệ lụy trần ai, không vướng mắc trong luật nhân quả, chung quy
cầu sự giải thoát kiếp luân hồi. Thế đạo tự nhiên ra sao? Chúng tôi đã giảng diễn trong quyển Đại Đạo Giáo Lý rồi, đây không nhắc lại, mà chỉ nghị luận thêm hai chương như sau, để giúp cho sự học hành được sáng tỏ thêm hơn. Một, đấng tạo hóa. Hai, luật nhân quả luân hồi. Chương thứ nhất, đấng tạo hóa. Theo lẽ thường, hãy trông thấy một tòa nhà nguy nga đồ sộ, bụng ta liên tưởng đến vị kiến trúc sư phát họa vật tạo tác ra nó. Trông thấy một đứa bé ngộ nghịnh, chúng ta nghĩ ngay đến cha mẹ nó. Cũng như trông thấy vỏ trụ bao la, trên có trời che, dưới có đất chở. Sơn xuyên thủy tú, thảo mộc muôn màu, lại ngẫm đến vạn vật, thiên tinh vạn trạng, và mỗi mỗi điều an bài một cách tuyệt diệu, thì chúng ta nghĩ ngay đến đấng sáng tạo thế giới vạn hữu. Vậy thử hỏi đấng ấy là ai? Chúng tôi xin đáp ngay, đó là đấng tạo hóa. Mời quý ngài cùng chúng tôi tham khảo như sau. Tham cú kinh điển xưa, Bà La Môn giáo có giảng cái thuyết tam vị nhất thể. Đạo giáo có nói lẽ ứng hóa tam thanh, Thái thanh, Thượng thanh, Ngọc thanh, thấy đủ rõ một vị là đấng thượng đế ứng hóa tam thể. Tham cú lễ nghi thờ phượng, tôn giáo nào cũng sùng bái một đấng cao cả hơn hết trong càn khôn võ trụ, tức đấng tạo hóa. Nhưng mỗi giáo tùy cách lập ngôn mà xưng tụng một danh từ riêng biệt như Phật. Phật giáo đại thừa thờ A Di Đà Phật, tức Đức Phật sanh trước muôn vàng đức Phật khác. Đạo giáo thờ Đức Thái Thượng, tức vị tiên tối cao. Nho giáo thờ Đức Thượng Đế, tức vị vua thượng giới. Nay khai đại đạo, Đức Ngài Tá Danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, danh từ tuy khác, song tụ trung chỉ có một đấng chí linh. Tham cú về thực tế, người thế nhân chưa mấy ai nghe lời của trời nói, chưa mấy ai trông thấy thiên thể của trời. Xong, mỗi khi làm nạn, ai ai cũng kêu trời cầu cứu. Vậy đủ biết lòng tín ngưỡng Đức Chí Tôn chẳng phải mới phát minh ngày nay, mà thật đã có từ ngàn xưa, nhân loại vẫn còn truyền thống cho nhau. Rất may cho nhân loại, ngày nay, Đức Chí Tôn dùng quyền diệu tiên gia khai mở mối đạo trời. Nhờ đó, chúng ta xác nhận sự hiện hữu của Thái Cực Thánh Hoàng được rõ ràng hơn, xem như hai vị đồng tử Phò Ngọc Cơ ở giữa đàn tế lễ trong giây lát. Ngọc Cơ chuyển động, viết ra chữ. Thử hỏi tại sao Ngọc Cơ viết ra chữ? Ấy là khi tế lễ, người hầu đàn thành tâm cầu nguyện cảm ứng Đức Chí Tôn, rồi Đức Ngài dùng thần lực giáng điển linh, quy động Ngọc Cơ viết ra chữ. Để minh xác rõ ràng thêm nữa, chúng tôi theo sách Ấn Độ chép chuyện người con hỏi cha về chân lý như sau. Người con nói: Thưa cha, xin cha giảng chân lý cho con nghe. Được, con lấy một nắm muối bỏ vào chậu nước, đến sớm mai ngày sau con trở lại xem. Người con cứ theo lời cha dạy mà làm. Và hôm sau người cha bảo nó: Muối mà con bỏ vào nước hôm qua, con mang lại đây cho cha coi. Bây giờ người con vớt mãi mà chẳng thấy muối, vì muối đã tan rã và hòa với nước rồi. Con hãy nếm nước trong chậu trên mặt xem thế nào. Thưa cha mặn. Hãy nếm nước ở giữa chậu. Thưa cha mặn. Nếm cho thật kỹ rồi lại đây cha bảo. Người con nếm đi nếm lại và nói: Thưa cha, vẫn thế. Người cha bây giờ trịnh trọng nói: Thế đó con ạ, con không phân biệt cái thực thể tinh vi tạo dựng võ trụ, sanh hóa vạn vật, vì nó đã hòa hợp với thế giới vạn hữu, cũng như muối tan rã và hòa hợp với nước kia vậy. Chuyện này đại ý cũng như câu thánh ngôn Đức Chí Tôn nói rằng:
các con đủ hiểu rằng mọi vật hữu sanh nơi thế gian này đều do chân linh thầy mà ra. Có sống ắt có thầy, thầy là cha sự sống, vì thế mà lòng háo sanh của thầy vô cùng tận. Hoặc cũng như kinh nói rằng, tất cả cái gì hiện hữu ở thế gian đều có thượng đế bao bọc. Cái thực thể ấy là nguồn sống tràn ngập trời đất, từ các vị tinh tú vận chuyển bình hành trong vòng trật tự, cho đến các loài cầm thú, thảo mộc đều nương nhờ nguồn sống vô biên đó. Có điều khó cho người thế nhân là vì Đức Chí Tôn ngự trên ngôi thái cực tuyệt đối, im lìm lặng lẽ, người ta không dùng trí phàm ngẫm nghĩ được, không dùng ngôn ngữ nói rõ được. Thành thử, nhiều người bán tín, bán nghi, trái lại người có đức tin thì mặc khải, cảm thông với Đức Chí Tôn một cách tin tường. Các nhà chân tu nhờ lòng tín ngưỡng ấy mà đạt được chân lý hoàn toàn. Chương thứ hai, lực nhân quả, luân hồi. Kể từ thở âm dương tương hiệp tạo thành càn khôn hóa sanh vạn vật, thì không gian vô tận, vô biên, không hình, không sắc, tức đạo, giữ vững cơ định quả. Còn thời gian chịu lực định hình, nghĩa là thời gian chiếu theo lực định của không gian rồi vận chuyển, chuyển vận định hình muôn vật. Vậy sự sanh thành muôn loài cũng không phải ngẫu nhiên, mà thật có nhân trước rồi sau mới có quả. Sau đây chúng tôi lược khảo lực nhân quả và luân hồi. Một, nhân quả. Nhân chỉ về hột giống, quả chỉ về trái mới sanh. Nhân quả nghĩa đen là trồng cây nào thì hái trái ấy. Về đạo pháp, nhân quả có nghĩa bóng là làm lành thì phước trả lại, làm dữ thì quả đến chẳng sai. Lực báo ứng định, hễ có nhân thì có quả, cũng như trồng cây thì hái trái, như đã kể trên. Kinh Phật thường lấy sự trồng dưa để cắt nghĩa luật báo ứng. Chúng tôi xin phân tách như sau, để rồi nương theo mà nhận thức lực nhân quả đối với kiếp người. Hột dưa gieo giống xuống đất là nhân, đất, nước, gió và hơi nóng mặt trời là duyên. Trái dưa mới sanh là quả. Nhân, duyên, quả là ba yếu tố cấu sanh muôn loài vạn vật. Đối với kiếp người thì tư tưởng, lời nói, việc làm. Sau khi động tác rồi, còn lưu lại trong không gian một dấu vết ấy là nhân. Tinh thần của vũ trụ là duyên, phước quả trả lại là quả. Theo lẽ này mà suy ra, chúng ta hiểu rằng những điều phước quả bây giờ là kết quả sự hành động trước, hoặc trong kiếp hiện tại, hoặc trong kiếp quá khứ. Còn những hành động bây giờ sẽ là nhân ngày sau, hoặc mau thì trong kiếp này, hoặc lâu thì trong kiếp vị lai. Kinh Phật thường ám chỉ sự báo ứng liên tục trong ba đời, cho nên nói rằng kiếp hiện tại vừa trả quả cho kiếp quá khứ, vừa tạo nhân cho kiếp vị lai, rồi nhân kia quả nọ, quả nọ nhân kia liên kết thành một đoàn dây kiên nghiệp ràng buộc chúng sanh trong bánh xe luân hồi hằng xoay mãi không lúc nào ngừng. Đã hiểu như thế, nay muốn giải thoát kiếp luân hồi thì tất nhiên phải tránh lực nhân quả, nghĩa là không tạo ác nghiệp thì ác chẳng có ác quả, mà hễ không nghiệp quả tiện thị thì chẳng có kiếp luân hồi. 2. Luân hồi. Người Phật tử ý thức rằng một kiếp sống của người ta có hai giai đoạn, sanh và tử. Sanh là mối bắt đầu của tử, tử là chỗ khởi thị của sanh, cũng như mùa xuân ngấm ngầm nảy nở trong mùa đông. Kiếp sống ấy chẳng phải đến với người ta một đôi lần, mà nó đã trải qua nhiều lần rồi, và nó còn sẽ đến nữa mãi mãi và mãi mãi nếu người ta không giác ngộ. Đức Chí Tôn có giáng cơ dạy về kiếp luân hồi như vậy. Thánh ngôn: các con sanh trưởng nơi thế này, khi tử hậu các con đi đâu, chẳng có một đứa nào hiểu cơ màu nhiệm ấy. Thầy nói cả kiếp luân hồi của chúng sanh, thầy đổi từ vật chất ra thảo mộc,
từ thảo mộc ra côn trùng, từ côn trùng ra thú cầm. Loài người phải chuyển kiếp ngàn ngàn muôn muôn lần mới đến địa vị nhân phẩm. Nhân phẩm chia ra nhiều hạng. Bậc đế vương nơi địa cầu này chưa bằng bậc chót của nhân phẩm địa cầu 67. Nhân phẩm chia ra nhiều cấp. Số địa cầu càng cao, nhân phẩm càng quý trọng. Mãi đến đệ nhất địa cầu, tam thiên thế giới, đến tứ đại bộ châu, rồi mới vào tam thập lục thiên. Qua tam thập lục thiên còn phải chuyển kiếp tu hành nữa mới vào Bạch Ngọc Kinh, Phật gọi là Niết Bàn. Một kẻ kia tuy chưa có trong tôn giáo, song đã làm tròn nhân đạo, tức làm xong bổn phận người, thì buổi chung quy cứ theo nấc trên mà tiến lần. Trên đường về thầy, các con thử nghĩ ngày nào mới đến. Vì vậy, thầy ban cho nhân loại một quyền hành rất rộng. Nếu các con sớm tỉnh ngộ, một đời tu cũng có thể trở về cùng thầy. Nhưng tiếc thay, thầy chưa từng thấy kẻ ấy. Sau đây, chúng tôi thể theo thánh ngôn của đấng trọn lành giáng cơ dạy, lược giải luật luân hồi đối với ba xác thân người ta là: nhục thân, chân thần, chân linh. Luân hồi của nhục thân, cả cơ chuyển sanh, biến kiếp đều do khí âm dương ngũ hành diệu hợp mà nên thể chất và trưởng thành. Nghĩa là từ buổi thánh hình trong thai bào, đến khi ra đời và nên vai nên vóc, lúc nào cũng nhờ âm dương ngũ hành sanh hóa trưởng dưỡng. Mãi đến khi thể xác mãn kỳ sanh thọ thì thể xác tiêu tan, lúc bấy giờ các yếu tố lại quần nguyên về bản chất tự nhiên của nó, để rồi chuyển hóa hình hài khác nữa. Vậy nhân thân vốn tạm khí chất của năm hành là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ cấu thành, cho nên người phải vay nợ của các giống ấy, gọi là nợ tiền khiên. Đó là luật nhân quả đã định cơ vay trả, trả vay. Dầu ai muốn chối cũng không chối được, mà nhân quả là nguyên nhân sanh kiếp luân hồi. Tôn giáo thành lập ở thế gian, mục đích giúp phương tiện cho người thanh toán mối nợ tiền khiên đó. Luân hồi của chân thần, chân thần cũng gọi là thần quan, cái thể bán hữu hình ấy có một sức mạnh thiêng liêng và có bổn phận diều dẫn nhục thân hành động theo thiên lý. Trong lúc sanh tiền, nếu chân thần kiềm chế được nhục thân hành động trọn vẹn theo đạo, thì chân thần sẽ được hiệp một với chân linh, tạo nên một thể khí vô vi. Chẳng những khi tử hậu được siêu thoát ra ngoài vòng càn khôn tương đối, mà buổi sanh tiền cái thể khí ấy cũng có thể xuất ngoại vân du khắp cõi ta bà nữa. Người tu đến đây gọi là đắc đạo, thân ngoại hữu thân. Trái lại, nếu trong lúc sanh tiền chân thần không kiềm chế được nhục thân, để nó buông lung theo phàm trần, phóng túng theo vật chất, gây ra tội tình, ác nghiệp, thì chung quy khi nhục thân tan rã dưới mồ rồi, chân thần phải chuyển kiếp khác để tạo dựng một nhục thân khác thô kệch thấp hèn hơn. Đó gọi là thối hóa. Luân hồi của chân linh, chân linh người ta là điểm sáng của trời phú cho, nó hằng nương theo chân thần để dự trường thi công quả tại thế gian. Chân thần có phận sự chế ngự nhục thân, chân linh lại phải giữ gìn chân thần. Trong kiếp hiện tại, nếu chân thần không chế ngự được nhục thân, chân linh không gìn giữ được chân thần, chăm theo lực pháp chân truyền, thì sau khi nhục thân tiêu diệt, chân thần phải chuyển kiếp, còn chân linh thì phải chờ mãi đến khi nào chân thần tạo được một nhân hình khác đầy đủ thiện quả, thì chân linh mới đến cùng chân thần hiệp nhất, tạo nên thể khí vô vi như đã nói trên. Tiếng thông thường gọi là đắc vị thiên liêng. Theo luật tự nhiên, người tu hành phải tạo kỳ được thể khí vô vi này, thanh khiết diệu quyền,
thì mới có thể siêu thoát ra ngoài vòng càn khôn tương đối và trở về với thái cực tuyệt đối. Ấy là luật luân hồi của chân linh. Tóm lại, cõi thế gian là một trường học lớn và là một trường thi công quả của chúng sanh. Đắc thì về cõi thiên liên hằng sống, thất thì ở lại trần gian. Đắc thì giải thoát kiếp sanh tử, thác thì còn lẫn lộn lấn chen cùng các vật thể hữu vi trong cõi trần hoàng tương đối, để định cơ chuyển luân tấn hóa, mà then chốt là luật nhân quả và luân hồi. Chữ nhân quả và luân hồi thường đắp đổi lẫn nhau mà cắt nghĩa cuộc sanh tử của chúng sanh. Bởi vì có nhân quả mới có luân hồi, hoặc có luân hồi mới có nhân quả. Ấy vậy, nên hễ ngày nào chúng sanh chẳng tạo nhân quả thì ắt chẳng có luân hồi, mà hễ chẳng có luân hồi thì cũng không gây ra nhân quả. Không nhân quả, không luân hồi, tiện thị là giải thoát kiếp sanh tử. Phần thứ hai, võ trụ dịch lý. Khoa học và đạo học đều công nhận vạn vật dưới gầm trời thay đổi, đổi thay không ngừng. Cổ nhân cho sự biến đổi ấy là do dịch lý của võ trụ, tức đạo mà ra. Chúng tôi thể theo giáo lý đạo giáo và nho giáo tham bát với thánh ngôn của Đức Chí Tôn để giảng diễn cơ tạo lập trời đất, hóa sanh muôn loài. Do đạo trải qua hai thời kỳ biến chuyển kể như sau: tiên thiên đại đạo, hậu thiên đại đạo. Tiên thiên đại đạo là đạo có trước trời. Chỗ này Đạo Đức Kinh Chương 1 nói rằng: võ danh thiên địa chi thị. Cái vô danh có trước trời đất trong Đạo Đức Kinh Chương 42, Đức Lão Tử nói rằng: đạo sanh nhất, nhất sanh nhị. Nghĩa là đạo sanh thái cực sanh hai khí âm dương. Chỗ này Nho giáo nói rằng: vô cực nhi thái cực, thái cực sanh âm dương nhị khí. Còn Đức Chí Tôn Giáng Cơ dạy rằng: khi chưa có trời đất thì khí hư vô sanh có một thầy, và ngoài của thầy là thái cực. Thầy phân thân thái cực ra lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng biến ra bát quái biến ra vô cùng mà lập càn khôn thế giới. Vậy cái vô danh, vô cực hay khí hư vô, tuy khác danh từ nhưng tụ trung vốn một, mà Đức Lão Tử tạm gọi là đạo. Còn âm dương do thái cực sanh ra là hai yếu tố tạo lập càn khôn thế giới. Nay như hỏi cái vô danh mà Đức Lão Tử tạm gọi là đạo kia ra sao? Ngài nói rằng: có vật tự nó sanh nó, vật ấy có trước trời đất, yên lặng trống không, đứng riêng một mình mà chẳng hề nghiêng chích, lưu hành khắp nơi mà chẳng hề mỏi mòn. Vật ấy khi gọi là nguồn sanh hóa thiên hạ, ta chẳng biết tên, song mượn chư gọi là đạo. Rồi Ngài nói tiếp rằng: ta suy diễn thì thấy đạo lúc nào cũng có một thể, không biết đâu là đầu đuôi, đâu là manh mối. Thế mà nơi nào cũng có đạo. Ta trông lên phía trên thì không thấy phản chiếu ánh sáng, xem xuống phía dưới thì không thấy ẩn khuất bóng tối. Lân lân trong sạch, hồn nhiên, giản dị, mà chính đạo là bản thể của vô trụ. Muốn được rõ thêm, chúng ta nên xem lại lời của Chu Liêm Khê là một danh nho đời Tống bên Tàu kể như sau: vô cực nhi thái cực. Tại sao lại nói vô cực mà thái cực? Bởi vì vô cực là cái thể tịnh, thái cực là cái thể động. Cái động ở trong cái tịnh mà ra, cho nên nói rằng vô cực mà thái cực. Đứng về mặt tham cứu, người ta không thể ngẫm nghĩ luận bàn về được cái thể của vô cực. Thành thử người ta căn cứ vào thái cực là cái động thể để nghiên cứu sự dịch lý. Nên hiểu rằng, đối với vô cực thì thái cực là động thể, cho nên thái cực hàm xúc hai trạng thái là tịnh và động. Tịnh thì thái cực, sanh khí âm.
tịnh hết sức rồi lại động, mà hễ động thì thái cực sanh khí dương. Âm dương là hai yếu tố biến hóa vô cùng, kể đại lược như sau. Nguyên âm dương có tàn tương khắc mà lại tương hóa, bởi tương khắc cho nên âm dương gặp nhau thì xô xát, mà xô xát cùng cực rồi lại điều hòa. Chính sự hỗn độn điều hòa của hai khí âm dương là cơ định vị trời đất. Theo sách Nho, trong lúc âm dương hỗn độn điều hòa thì khí nhẹ bay lên thành trời, khí nặng chìm xuống thành đất. Và sau khi phân ngôi vị trời đất rồi, trong khoảng không gian ở giữa trời đất, khí âm dương lại hỗn độn điều hòa nữa mà hóa sanh muôn loài. Nói rút lại, thời kỳ tiên thiên đại đạo biến hóa nói trên đây là thể hiện hà đồ bát quái tiên thiên của vua Phục Hy phát minh từ thượng cổ thời đại. Hà đồ vẽ hai nghi âm dương và một biến ra hai, hai biến ra bốn, bốn biến ra tám, tám biến ra mười sáu, và cứ thế mà biến hóa vô cùng. Lẽ này cũng giống như Đức Chí Tôn nói rằng: thầy phân thái cực ra lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng biến ra bát quái biến qua ra vô cùng mà lập càn khôn thế giới như đã nói trên. Nhắc lại, khi trời đất phân ngôi cao thấp rồi, trong khoảng không gian ở giữa trời đất, khí âm dương hỗn độn điều hòa nữa mà hóa sanh vạn vật. Chỗ này Đức Chí Tôn dạy rằng thánh ngôn, khi tạo lập càn khôn thế giới rồi, thầy phân tánh thầy mà sanh ra vạn vật là vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh. Vậy các con đủ hiểu rằng mỗi vật hữu sanh nơi thế gian này đều do chân linh thầy mà ra. Có sống ắt có thầy, thầy là cha sự sống. Vì vậy nên lòng háo sanh của thầy vô cùng tận. Câu thánh ngôn trên đây đại ý nói rằng, khi tạo lập trời đất rồi, Đức Ngài phân tánh mà sanh vạn vật. Tánh ấy khi tách khỏi Đức Chí Tôn rồi, theo đạo tự nhiên lưu hành khắp võ trụ, và hễ đến đâu thì nó tùng lực hấp dẫn thu hút những khí chất đồng loại với nó để rồi cấu thành vật thể của nó. Ấy vậy nên nhân thân hàm xúc đủ khí chất và lẽ nhiệm màu của võ trụ. Bởi vì người ta là một vật trong số muôn loài, cho nên người ta ai cũng phải ở trong công lễ hóa sanh của đạo. Chỗ này Đạo Đức Kinh chương 1 nói rằng: hữu danh vạn vật chi mậu. Chữ hữu danh đây chỉ về tượng trời đất là nguồn sanh hóa vạn vật. Cũng đồng với lẽ này, chúng ta thấy kinh dịch chép rằng: thiên địa nhân lưng vạn vật quá thuần, nam nữ cấu tinh vạn vật quá sanh. Nghĩa là trời đất nguôi ngút vạn vật theo đó mà quá thuần muôn loài. Đến lượt nó khi trưởng thành rồi, giống đực giống cái giao cấu mà sản xuất thêm ra mãi. Đây là thể hiện hậu thiên bát quái của vua Võ đời nhà Hạ. Tiên thiên bát quái của vua Phục Hy thì vẽ âm dương, hậu thiên bát quái của vua Võ thì thể theo cũ trù mà định số ngũ hành. Hai bát quái làm hiểu lý nhau mà thành dịch lý. Tóm lại, đạo có thái cực sanh âm dương, ngũ hành chung ngũ hành âm dương trở về với thái cực. Dịch lý gồm hai trạng thái: một trạng thái bàn bạc trên cõi hư không, còn một trạng thái nữa thì trường lưu trong vạn vật. Một đàn thì phản án, một đàn thì thu liễm, thành một đống, một mở mái quyền vi, là nơi xuất sanh nhập tử của muôn loài vạn vật. Cái mái quyền vi này, nếu đứng ngoài xem thì chúng ta thấy nó dường như mâu thuẫn, nhưng nếu thâm nhập vào trong để quan sát thì chúng ta thấy nó điều hòa tuyệt đối. Tại sao? Bởi vì âm dương có tánh tương khắc mà lại tương hòa. Bởi tương khắc cho nên hễ gặp nhau thì xô xát. Nhưng sự xung khắc đây chẳng phải để xâm hại lẫn nhau, mà thật để điều chỉnh cho đời đôi bên điều nhau,
có điều mới có hòa, âm dương có điều hòa mới có hóa sanh vạn vật. Nhân lẽ ấy nên trong người chúng ta có hai khuynh hướng là thiên lý và nhân dục, dường như trái ngược nhau nhưng tụ trung. Đó là hai trạng thái của một bản thể mà thôi. Dịch lý võ trụ vận hành như đã nói trên và không lúc nào nghỉ. Một hôm Đức Khổng Phu Tử đứng trên bờ sông ngắm nước chảy mà than rằng: ngày đêm cuồn cuộn chảy đi thế này ư? Đại ý câu này ám chỉ đạo trời đất cứ từng quờ, hễ mãn chu này thì bắt đầu chu khác, vạn vật cứ theo đó mà diễn tiến không ngừng. Nghĩa là muôn loài theo đạo mà sanh thành trưởng dưỡng, già chết rồi cũng theo đạo mà tái sanh lại nữa, và cứ như thế mãi mãi. Lẽ sanh tồn của vạn vật theo đạo trời đất thay đổi, đổi thay như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta thấy nó thế này thì ngày mai nó lại biến ra thế khác. Cũng như nước chảy dưới dòng sông, chúng ta mới vừa thấy cái hiện tại thì phút chốc nó đã biến thành cái quá khứ. Nói tỷ, nước chịu hơi nóng thái dương, nước thoát lên không gian thành mây, mây tan rã rớt xuống trần gian thành nước. Còn những vật quá xanh như lá cây biến thành sâu, củ cỏ biến thành dế, chuột biến thành dơi, lương biến thành chồn, vân vân. Biết đâu những vật này còn biến hóa thế nào nữa, nhưng chúng ta chẳng hề biết được. Chúng tôi thử tạm dùng hột lúa là vật hữu hình chất, trồng thấy được để minh xác dịch lý vạn vật như sau. Thọt kỳ thị, âm dương vận hành một đơn tử phát sức lưu hành trong hoàng vũ và nương theo lực, đồng khí tương cầu, thu hút khí chất của võ trụ, cấu thành hình chất hột lúa thế nào chúng ta không mục kích được. Nhưng khi hột lúa có đủ hình thể rồi, nó cũng vẫn còn thay đổi nữa. Đại để như hột lúa được gieo xuống đất thì nó nương theo tứ đại địa thủy hỏa phong mà biến thành cây mạ. Cây mạ khi được cấy xuống ruộng thì cây mạ biến thành cây lúa. Cây lúa đến lượt nó đôm bông trổ hột lúa khác. Hột lúa mới này nếu được gieo nữa thì nó cũng biến hóa như trước. Có điều lạ là khi hình thể này biến thành hình thể khác thì cái nguyên thể của nó không còn nữa. Như hoa thành trái thì hoa tàn, trái lên cây thì trái hư hại. Đó là tại vật này ăn sáo vào vật nọ, cho nên hễ nó sanh ở đây thì tử ở kia. Nói tóm lại, sự vật ở thế gian tuy chúng ta không thấy hình tướng thật, song nó chẳng có tánh thường trụ mà vốn do nhân duyên cấu sanh. Hễ nhân duyên hiệp thì sanh, mà hễ nhân duyên tan thì tử. Ví dụ, hột lúa là nhân, tứ đại là duyên. Nhân và duyên hiệp nhau thì sanh ra cây mạ, cây lúa và hột lúa khác như đã kể trên. Hột lúa mới này nếu được gieo nữa thì nó cũng thay đổi như hột lúa trước vậy. Sự diễn tiến của vạn hữu không ngừng. Cái giác quan chậm chạp của chúng ta chưa kịp nhận định trạng thái này thì nó đã biến thành trạng thái khác, bởi sự vật vô thường như kinh đã kể trên kia. Cho nên duy thức học cho sự vật là giải pháp. Sự vật giải pháp thân thể của chúng ta cũng nằm trong công lệ ấy. Nghĩa là nó cũng do nhân duyên cấu sanh, chứ chẳng có tánh thương trụ. Cho nên duy thức học cho là giả pháp ngã. Chúng tôi xin mượn cái thuyết thập nhị nhân duyên của Phật giáo để minh xác lẽ này. 12 nhân duyên cấu kết thành kiếp luân hồi liên tục đến 3 đời, như đã chỉ trong bản thống kê trên đây. Theo sách Phật thì vô minh sanh thành, nghĩa là vì mê muội không biết lực trời báo ứng, cho nên mới xu hướng động tác tội lỗi. Có xu hướng động tác tội lỗi mới sanh ra thức, tức hay biết phân biệt. Có hay biết phân biệt mới sanh ra danh sắc, tức hình danh. Có hình danh mới sanh ra lục nhập, tức sáu giác quan là chỗ ỷ lại của lục căn. Có sáu giác quan mới sanh ra xúc, tức cảm xúc.
Có cảm xúc mới sanh ra thụ, tức nhận lãnh. Có nhận lãnh mới sanh ra ái, tức ham muốn thèm khát. Có ham muốn thèm khát mới sanh ra thụ, tức chấp lấy. Có chấp lấy mới sanh ra hữu, tức có thân thể vật chất. Có thân thể vật chất mới sanh ra sinh, tức tái sanh. Có tái sanh mới sanh ra lão tử, tức già chết. Trong số 12 nhân duyên kể xuôi như thế, còn như đảo ngược lại mà nói rằng có già chết mới có sinh, có sinh mới có hữu, vân vân, và cứ kể mãi. Tổng số thập nhị nhân duyên hoặc nói xuôi hoặc kể ngược thế nào, rồi chung quy cũng thấy vô minh là cái đại nguyên nhân sanh kiếp luân hồi ấy vậy. Nên Phật giáo chủ trương rằng khi đã giác ngộ thì hết vô minh, mà hễ với hết vô minh thì các nhân duyên kia cũng theo đó mà tiêu ra. Tại sao? Bởi vì thập nhị nhân duyên liên hệ lẫn nhau. Cái này ăn sâu vào cái kia ăn sâu vào cái này. Thành thử chúng ta quét sạch vô minh thì các nhân duyên kia cũng theo đó mà hết. Đại khái như thế. Nhưng chúng nó liên kết nhau, cho nên muốn hiểu vô minh thì phải ý hội tất cả 12 nhân duyên mới được. Giả pháp và giả ngã là hai danh từ để đánh thức lòng mê chấp của chúng ta. Nói tỉ như chúng ta thấp cái ta và sự vật ở đời là chân thật, là trường tồn, như linh hồn bất sanh, bất diệt. Rồi lòng vật dục bắt chúng ta quá theo vật và đồ mưu, định kế thâu đoạt những của quý, sắc đẹp để thỏa mãn mình. Còn ai sao mặc kệ, tật ích kỷ ấy dẫn chúng ta đến một cuộc sống tư phân, ngoài hệ thống của Thượng Đế, ngoài tình thương yêu của chúng sanh. Cái đời sống ấy gây nhiều phiền não cho kiếp hiện tại và kiếp luân hồi cho kiếp vị lai. Vậy kẻ hành giả phải đặt tinh thần mình vào cảnh hư vô tịch diệt, cần sự giải thoát hoàn toàn. Đó là học lý của Phật giáo. Nay, chúng ta thử quay về thực tế suy gẫm cái giả pháp và giả ngã, thì chúng ta nhận thấy rằng sự vật đối với thế nhân hay những người còn đương tìm học đạo lý như chúng ta chẳng hạn, có một phần thiệt và một phần hư. Hư là đối với chân lý tuyệt đối, còn thiệt là thiệt tương đối với nhục thân, nghĩa là nhục thân nhờ sự vật để di dưỡng sanh lực và làm tài liệu học hành, khai mở tinh thần, hoặc nói rõ ra là sự vật để cho người dùng, chứ không phải người làm nô lệ sự vật. Ví dụ, chúng ta dùng quyển sách để học đạo lý, mãi đến khi có kinh nghiệm rồi, quyển sách trở nên vô dụng đối với chúng ta. Cổ nhân bảo chúng ta mượn giả tu chân là lẽ như vậy. Đến đây, chúng ta đã hiểu rằng kẻ học giả phải thực hiện ngay cái thuyết vô thường và vô ngã của Phật giáo để cầu tự giải thoát kiếp sanh tử luân hồi. Còn như muốn thực hành cái pháp tiện tu, mượn giả tu chân, thì chúng tôi xin đề phần tấn quá tiếp theo. Phương châm nhập thế. Trong phần thứ ba này, chúng tôi nghị luận phương pháp tu kỹ xử thế là một pháp môn rất cần cho người còn ở tại gia, và cũng là một con đường dẫn dắt đến đài vinh quang chân thiện mỹ. Theo lẽ đương nhiên, thiên hạ muốn phân đoán phẩm hạnh người nào thì người ta căn cứ vào ba điểm chánh là tư tưởng, lời nói và việc làm. Nghĩ như thế nên trong phần sách này, chúng tôi lấy phép tam lập làm đề tài. Tam lập là lập đức, trao dồi tư tưởng hay tu đức. Lập công, tức trao dồi cách hành động hay tu dưỡng thân căn. Lập ngôn, tức trao dồi lời nói hay tu dưỡng khẩu căn. Nhưng trước khi bàn phép tam lập, chúng tôi xin lược thực đức tin là một sức mạnh tinh thần vừa dắt đường vừa đôn đốc nghị lực, giúp chúng ta chiến thắng giặc lòng trong lúc cải tà quy chánh ấy vậy. Nên phần phương châm nhập thế gồm có 4 chương: 1. Đức tin, 2. Lập đức, 3. Lập công, 4. Lập ngôn. Chương thứ nhất: Đức tin. Đức tin là gì? Đức tin là lòng tin tưởng sự gì như có thiệt một cách
chắc chắn, đức tin khó nói rõ, bởi vì nó xuất phát từ nơi tâm tính theo lẽ thường. Mỗi người muốn đặt lòng tin tưởng vào điều chi thì tự mình quan sát, tìm hiểu chân lý, rồi tự lập đức tin của mình, chứ không ai bảo mình tin điều này hay phủ nhận điều kia. Đức tin không thể trình bày bằng cớ rõ ràng, song đức tin có một sức mạnh phi thường. Ngoài lòng tín ngưỡng trời, Phật, đức tin còn giúp nhân sanh nhiều việc trên đường sanh sống và tấn hóa nữa. Đại để như nhà thông thái tin rằng sự tương khắc giữa nước và lửa phát xuất một sức mạnh có thể dùng làm việc hữu ích. Tin như thế rồi họ cặm cụi thí nghiệm và phát minh nhiều cơ khí mạnh mẽ, tinh xảo như tàu thủy, xe lửa, vân vân. Người nông phu tin rằng trồng lúa thì cuối mùa sẽ gặt được lúa. Nhờ lòng tin như thế, người nông phu mới chịu dãi nắng dầm mưa khi cày cấy. Anh học sinh tin rằng học hành văn chương có thể khai hóa trí não, hầu trở nên người hữu dụng. Có lòng tin tưởng như thế, anh học sinh mới chịu khó nấu sử soi kinh. Nhà tu sĩ tin rằng nếu theo đạo pháp tu hành thì ngày sau sẽ có kết quả, không thành tiên, tác Phật thì cũng được hưởng phước lộc, bởi vì làm lành thì phước trả lại. Thế đủ hiểu rằng người ta làm việc chi cũng nhờ có đức tin rọi đường và đôn đốc mình đi đến chỗ thành công, kết quả. Cái công dụng phi thường ấy đã có nhiều lời minh chứng như triết học Tây Phương nói: đức tin có thể dời non. Kinh Hoa Nghiêm nói: đức tin là gốc đạo hay sanh hóa các công đức. Đức tin có thể nuôi lớn các căn lành. Đức tin có thể vượt khỏi đường ma. Đức tin có thể vào đặng chánh định. Đức tin có thể qua khỏi biển sanh tử. Đức tin có thể thành đạo Bồ Đề. Ấy đó, đủ thấy cái công dụng của đức tin có thể sai khiến phàm thân vượt khỏi những đoạn đường gian lao nữa. Tại sao? Bởi vì tâm là chủ tể của thân, còn đức tin vốn là do tâm sanh ra, cho nên đức tin có thể dẫn dắt phàm thân theo nó. Ấy vậy, kẻ tu sĩ phải thận trọng cho lắm. Nếu nông nổi ngộ nhận và đặt đức tin sai chỗ thì thành ra mê tín. Nếu biết rằng chánh tín có thể dắt dẫn phàm thân đến bồng lai tiên cảnh thì mê tín cũng có sức mạnh đưa người ta vào lối tà mị si mê. Thế nên kẻ tu sĩ phải phân biệt tin tưởng đâu là chánh tín, đâu là mê tín. Chánh tín nói vắn tắt: chánh tín là tin tưởng theo thiên lý, chứ không tin nhảm nhí theo tà thuyết dị đoan. Tuy mới nghe qua thì dễ dàng, nhưng sự thật chánh tín là một việc rất khó. Duy có bậc chân tu giải thoát tâm linh ra ngoài vòng thế tu, sanh sống theo chân như bất sanh diệt, bất điên đảo, và vượt lên trên sự nhận thức của giác quan cảm thông với Đức Chí Tôn thì mới có thể nhận định chân lý toàn diện. Còn bậc tu sĩ thường như chúng ta còn dùng kiến thức để phân biệt chân giả, thì chúng ta chỉ nhận thức chân lý trong cõi tương đối mà thôi. Nghĩa là chúng ta chỉ biết một khía cạnh nào đó, chứ chưa phải chân lý toàn diện. Ấy vậy, chúng ta phải nhờ kinh cao sách thánh đọc đi đọc lại, tìm hiểu và nhận định theo người xưa, để rồi lần bước theo đó mà vượt lên cõi tuyệt đối, là nơi chẳng có thời gian, không gian trở ngại nữa. Đến đó mới khỏi e sợ sự ngộ nhận. Còn ngay bây giờ, nếu chúng ta nghe người ta nói việc chi mà mình chưa hiểu rõ thì chớ vội tin, quẩn lại, để có ngày giờ suy gẫm đáo để rồi sẽ hay. Thận trọng và thận trọng nữa, nhiều thận trọng chừng nào hay chừng nấy. Phật tổ dạy rằng: các anh hãy tự mình đốt đuốc cho sáng để đi. Mê tín, mê tín là tin tưởng theo tả khuyết dị đoan. Giả như có người nói trên ngọn cây có cá, dưới đáy biển có chim,
Nếu chúng ta chẳng suy nghĩ kỹ càng và cứ tin liều như thế thì chung cuộc chúng ta sẽ thất bại nặng nề. Thế kỷ 20, trí thức người ta tiến đến một trình độ quá cao, lý thuyết này, lý thuyết nọ, đua nhau truyền bá mà hầu hết đều tự cho mình là cao cả, tà chánh lý. Nếu chúng ta nhẹ dạ, non lòng, nghe lầm, hiểu lộn, thì chẳng những lòng tu hành phải hoang mang mà đường thế sự cũng phải lạc vào nẻo quấy, đường tà. Ấy là chỗ mà chúng ta phải dè dặt cho lắm. Nói tóm, kẻ tu hành phải cố gắng đặt mình ra ngoài vòng thế sự, vượt lên trên cõi thị phi, phóng qua cảm ứng với đức từ bi, để lập đức tin theo chân lý tuyệt đối kia, thì mới khỏi lầm. Trái lại, nếu chúng ta chưa đến trình độ ấy, thì chúng ta phải lần theo kinh sách, theo chân các vị tiên Phật thời xưa, để tìm tòi chân lý. Nói tỉ như chúng ta theo lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dặn môn đồ của Ngài rằng, các người đừng tin việc vì mà các người cho rằng không hợp chân lý, mặc dầu việc do ông nào nói, hay biên chép trong kinh sách chi cũng vậy. Lời dặn này đang làm bài học kim cổ cho mọi người. Có đức tin chân chánh rồi lần hồi theo đó mà học tập cho hết sức mình, dầu cực nhọc, gian lao đến đâu cũng đừng thối chí, ngã lòng. Liền chí tu hành thì chúng ta có ngày thấy kết quả. Chương thứ hai, bốn thượng đức. Thể theo Nho giáo, trời có bốn đức là nguyên, hạnh, lợi và trinh, do Cung Càn phát xuất. Nguyên Cung Càn đứng đầu trong bát quái đồ thơ Thuần Dương, tượng trưng trời sanh ra bốn đức lớn, kể sơ lược như: nguyên là cơ tạo đoan định vị trời đất quá sanh vạn vật, hạnh là cái đại lý suốt thông muôn vật hợp với các vẻ đẹp, lợi là lý định rõ các bộ phận trong cơ điều hòa, trinh là lý chánh giữ vững mọi vật. Tóm lại, nguyên là đạo biến hóa, hạnh, lợi và trinh là ba phép giúp cho đạo biến hóa thành tựu cơ sanh dục muôn loài, mà chẳng hề sai luật bình hành trật tự của trời đất. Người có bốn đức là nhân, nghĩa, lễ và trí do tâm phát xuất. Đức nhân vốn là một điểm lành của trời phú cho mọi người, ai ai cũng có nó ở trong tung tâm điểm của mình. Thế nên, hãy muốn làm nhân thì ai cũng có thể làm được, nó đứng đầu trong các điều lành. Người ta cứ lập đức nhân vững vàng viên mãn thì đủ làm người. Cho nên cổ nhân nói, nhân giả, nhân giả, nhân là đạo làm người vậy, còn nghĩa là lễ và trí là khuôn phép mực thước để đo lường cân độ mà làm nhân. Trời có bốn đức, nguyên, hạnh, lợi và trinh. Người có bốn đức là nhân, nghĩa, lễ và trí. Đức Khổng Phu Tử giảng, giải đức trời, khai mở đức người là có ý giúp cho người biết đức trời để làm theo. Bốn đức người nói đây, chúng tôi đã nghị luận trong quyển Đại Đạo Giáo Lý rồi. Đây không nhắc lại mà chỉ góp thêm một vài ý kiến nữa như sau. Mạnh Tử nói rằng, lòng thương xót là đầu mối của nhân, lòng ghét bỏ là đầu mối của nghĩa, lòng từ nhượng là đầu mối của lễ, lòng thị phi là đầu mối của trí. Biết được đầu mối của bốn đức thường rồi, chúng ta theo đó mà tập rèn cho hết sức mình, làm cho nhập tâm để rồi áp dụng vào đời sống hằng ngày của mình. Mạnh Tử bảo rằng, người sung mãn bốn đức ấy thì có thể giữ được bốn biển. Trái lại, kẻ mất bốn đức ấy thì không đủ phụng sự cho cha mẹ nữa. Sau đây, chúng tôi thể theo sách Đại Học bàn thêm cái lý minh minh đức để giúp công phu lập đức cho được rộng rãi thêm hơn. Minh minh đức. Minh minh đức nghĩa là khai sáng đức sống. Nguyên chúng ta sẵn có nơi mình một điểm đức sáng trời ban phú cho,
nó ở trong thâm tâm của mỗi người. Cái đức sáng ấy huyền diệu lắm, tự nhiên cảm thông biết mọi lẽ thiện ác một cách tinh tường, đến tận nguồn gốc tự nhiên chứ không phải nhờ học hỏi khai mở. Ở nơi phàm nó không giảm bớt, ở nơi thánh nó cũng chẳng tăng thêm, lúc nào nó cũng tự nhiên, nhi nhiên. Nhưng khi nhập thế, chúng ta bị nhiễm trần, tình dục bế tắc, bản tâm làm cho minh đức lu mờ. Đó là một điểm đáng lo ngại cho thế nhân. Khai sáng đức sáng nói đây không phải học tập theo khoa học hữu vi, mà thật phải hồi hướng về nội giới tâm linh. Một mặt phải khám phá và loại trừ những thành kiến mê lầm, những tình dục quấy quá. Một mặt khác phải tồn dưỡng tâm tánh. Hễ tâm tánh trở về nguyên bản rồi, minh đức sẽ xuất hiện. Tại sao? Bởi vì minh đức ở tận trong cõi lòng, vị pháp chi trung, tâm chưa giấy động. Cho nên, hễ tâm thành thanh tịnh vô vi thì đức sáng sẽ xuất hiện cảm thông với sự vật mà biết lẽ thiện ác. Vậy phải làm sao đặng khai sáng đức sáng? Về phương pháp học tập, sách Đại học dạy rằng, nghĩa là biết dừng chân trước ngưỡng cửa nhân dục và đem tâm khuynh hướng về thiên lý rồi sao tâm được định. Định được rồi sao mới hay tịnh, tịnh được mới hay an, an được rồi sao mới hay suy nghĩ được rồi sao mới tâm đắc. Đại phàm, hãy vật thì có gốc ngọn, việc thì có chung thủy, ai biết được cái trước sau đó thì gần đặng đạo vậy. Đại ý nói rằng, chúng ta phải hồi hướng về nội giới tâm linh, dịch hóa những tư tưởng phức tạp, lãng mạn của mình cho đến thuần nhất bất biến. Tâm đắc nhất thì giác ngộ được cái minh đức của mình để làm căn bản cho tình cảm và lý trí. Lập đức đến đây, nghĩa là minh minh đức và khai thác bốn đức thường, rồi chúng ta cứ theo đó mà tư tưởng, mặc dầu chưa được chí thiện nhưng cũng không đến đổi hệ lụy trần ai. Chương thứ ba, lập công. Lập công nghĩa là kiến thiết cách hành động của mình nhằm vào mục đích đạo đức chí thiện, mà muốn nhục thân hành động theo ý muốn của mình. Chúng ta phải có một tâm hồn sáng suốt tự chủ ấy vậy. Nên phép lập công gồm có hai mặt là nhục thân phải thanh khiết để khiến và có sức khỏe, tinh thần phải cứng rắn, đủ nghị lực điều khiển nhục thân tuân hành mạng lệnh của tâm hồn. Sau đây là những kỷ lực phải thi hành để đạt được mục đích nói đây. Vệ sinh trong sự ăn uống. Vấn đề chọn lựa thức ăn đã bàn cãi rất nhiều. Đạo học nói dùng lê quát thích hợp vệ sinh. Khoa học nói ăn thịt bổ nhiều. Nhờ bàn qua cãi lại, chúng ta hiểu rõ rằng ăn trống cốt để nuôi mạng sống. Cho nên ngạn ngữ nói ăn để sống. Vậy chúng ta nên chọn những thức ăn nào dễ tiêu hóa và có đủ khí chất bồi bổ tạng phủ, thanh nhuận khí huyết là được. Kinh nghiệm dạy chúng ta biết rằng ăn chay thích hợp với người già và bậc chân tu, vì cơ quan tiêu hóa và bộ thần kinh của hạng người này rất mảnh khảnh, không đủ sức bài tiết vật nặng như rượu thịt. Như ăn chay cũng phải tập luyện, ban đầu mỗi tháng 6 ngày, 10 ngày, 15 ngày rồi đến trường chay. Nếu đi mau quá thì tạng phủ chưa quen, có khi sẽ bị công phạt. Ăn uống phải có tiết độ. Chúng ta chỉ ăn khi đói, uống khi khát. Ăn uống phải có chừng độ. Vả lại, vật ăn vào tỳ vị, tiêu hóa ra khí huyết để bổ dưỡng vật lực và tinh thần. Cho nên cách chọn lựa thức ăn phải lấy sự tiêu hóa làm đầu. Vật uống cũng nên chọn lựa kỹ càng. Rượu mạnh nên kiêng hẳn. Cà phê, nước trà đậm không nên dùng nhiều. Nha phiến phải kiêng hẳn, cũng như rượu mạnh, thuốc lá chẳng khá dùng nhiều. Khi ăn phải nhai vật ăn thật nhỏ như bột rồi sẽ nuốt.
Trong bộ phận tiêu hóa, miệng có phận sự quan trọng. Nhai vật ăn thật nhỏ trước khi nuốt là bắt miệng giúp công cho bộ phận tiêu hóa một phần nào. Vệ sinh trong việc làm hàng ngày, nhục thân có tật ham ăn chơi, ham sung sướng. Thành thử khi đứng trước việc làm khó nhọc thì nó hay thao thứ. Chúng ta phải tập lực đánh đổ tật biến nhát. Làm việc hàng ngày phải siêng năng nhậm lẹ, kỹ càng châu đáo. Cũng có việc không làm, nhưng việc nào đã làm thì phải làm hết sức chân tất, rồi còn phải kiểm soát lại nữa. Phải có thời dụng biểu, chỉ định giờ làm việc, giờ ăn, giờ nghỉ, rồi cứ theo đó mà thi hành triệt để. Cầu có thói quen, vì thói quen là tánh tự nhiên thứ nhì. Ngủ cũng phải có giờ, chẳng nên ngủ nhiều quá, mà cũng không nên lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Thức đêm nhiều tổn sức khỏe lắm. Sát thân là khí cụ hoặc là kẻ giúp việc ngoan ngãn cho tâm, hoặc tỷ như nó là cái nhà để che chở tâm. Chúng ta không vì lẽ gì mà hủy hoại nó hay hành hạ nó. Sát thân không phải vô tri, vô giác. Nó là bộ máy sống, chúng ta phải khép nó vào khuôn mẫn đạo pháp, phải thi hành trong trật tự, chẳng khá làm mất điều hòa tự nhiên của nó. Việc làm đừng quá vội vàng, đừng quá trì hoãn. Mục tiêu của chúng ta là di dưỡng sức khỏe và một thân hình dễ khiến. Hồn nó có đủ tài năng phát biểu tư tưởng của mình và chịu đựng những việc khó nhọc mà chúng ta phải cán đáng. Ban đầu tập làm việc dễ, quen rồi nhục thân sẽ hết trái chứng. Chúng ta phải nói với nó rằng, ngươi là con ngựa của ta cởi, ta có bổn phận săn sóc ngươi, ngươi có bổn phận tuân lời ta. Ngươi với ta phải tìm hiểu ý nhau, tương đắc nhau để đi trên con đường ngàn dặm. Bức bản đồ tam kế của Đức Khổng Phu Tử có câu rằng, một, cái kế sanh trong một đời, tại sự siêng năng. Hai, cái kẻ sang trọng một năm tại một mùa xuân, vì xuân là mùa thảo mọc xanh. Nếu mùa xuân chẳng trồng tỉa thì mùa thu lấy đâu mà gặt hái. Cái kế sanh trong một ngày tại giờ dần, tức là nói rằng bẩn tưng mà không bắt tay vào việc thì trọn ngày phải chết thất công. Những lời châu ngọc của thánh hiền còn lưu lại, chúng ta nên biết và làm theo hằng ngày. Chúng ta tận lực làm bổn phận mình, làm một cách tử tế, chính chắn, ăn uống phải có tiết độ, hình dung phải nghiêm trang, mặc áo, đội nón phải chỉnh tề, đi đứng phải vững vàng, ăn ở phải đoan chính. Muốn khởi làm việc chi, trước phải suy nghĩ cùng lẽ, rồi sau sẽ hạ thủ thi hành. Đức độ mặc dầu chưa cao, xong cũng phải giữ, còn và làm tăng thêm lên. Thấy người làm lành thì mình vui, cũng như mình đã làm được. Thấy người làm quấy thì mình buồn, cũng như mình bị đau ốm. Khi có việc vui thì vui, nhưng không kiên hẳn. Khi có việc hoạn nạn thì lo, nhưng không phiền não. Cổ ngữ có câu, ngôn cố hành, hành cố ngôn, nghĩa là lời nói đúng theo việc làm đúng theo lời nói. Nói được mà chẳng làm được thì lời nói không bảo đảm, đức độ cũng theo đó mà sức mẻ. Chẳng khá bắt chước những kẻ hương nguyện, hạng người này là giặc phá đức chứ không phải kẻ tu đức. Họ vốn không trung tín, vốn không liêm khiết, mà cư xử giống như người liêm khiết, mọi người đều dẹp lòng mà khen ngợi. Mọi việc làm của mình chẳng những phải suy nghĩ trước, mà khi làm xong rồi còn phải kiểm soát lại nữa. Ông Mạnh Tử nói, xét lại thân tâm mình với một tấm lòng thành thật thì có cái vui nào lớn hơn. Thể dục, tập thể thao, chọn một môn thể thao nhẹ vừa sức mình, mỗi ngày nhân ra 20 phút tập luyện thân thể với chủ đích là thư cân, quật quyết và phát hạn, để bài tiết những cặn bã độc còn lưu ẩn trong tạng phủ và tổ chân long,
Chớ nên hiểu lầm sự thể thao nói đây với những cách thể thao du hí. Du hí tập thể thao, cầu bắp thịt nở nang, gân cốt rắn rỏi, sức mình dồi dào, để thắng đối phương, tức là vì người mà thể thao. Cho thể thao nói đây có mục đích khác là đào luyện sức khỏe của mình, tức là vì mình mà thể thao. Tập thể thao phải thực hành nơi thoáng khí, bởi vì trong thanh khí có sinh lực. Nhờ tập thể thao nơi thoáng khí, chúng ta đem được nhiều sinh lực vào trong tạng phủ. Sức khỏe sẽ nhờ đó mà được dồi dào, khí huyết nhờ đó mà được tươi nhuận. Năng tắm gội, năng giặt diệm, áo quần sạch sẽ là pháp vệ sinh thường thức. Cố nhớ nói, tận dục thân an, nghĩa là năng tắm gội thì thân thể được an nhàn. Mục đích của chúng ta là tạo một cuộc đời sống thanh đạm, vô vật dục, chứ chẳng phải ép xác mà cũng chẳng phải phóng túng theo vật chất. Ấy vậy nên sự thể thao của chúng ta nhắm vào sự đào luyện một thân thể sức khỏe, và lúc nào nó cũng tùng mạng lệnh của thần lương tâm. Chúng ta nên tập rèn thế nào cho gân cốt dẻo dai, bắp thịt cứng rắn, hầu có đủ sức lực cán đáng việc cực nhọc. Nhưng nên nhớ rằng sức người có hạn, nên cho trong khi làm việc và tập thể thao, chúng ta chẳng khá đòi hỏi quá sức của thân thể. Nếu quá lạm dụng thì thân thể nó sẽ mất điều hòa mà cơ thể sanh bệnh tật. Có điều khó là thân thể thuộc về vật chất, nó phải lệ thuộc dưới luật tự nhiên sanh, lão, bệnh, tử. Thế nên thân thể không thể nào tránh khỏi bệnh hoạn. Nói cùng như chúng ta rủi đau ốm thì phải dùng thuốc men để trị bệnh. Kẻ tu có khác với người thường là mình tự chủ, biết giữ vệ sinh, biết điều hòa khí huyết, làm cho đời sống ung dung theo luật tự nhiên. Cấm dâm dục. Tân luật đại đạo cấm tà dâm cho người học hạ thừa và khuyên người thượng thừa phải tuyệt dục. Cấm dâm dục, một là để tránh luật nhân quả, hai là tránh sự tồi phong bại tục, ba là tích tinh dưỡng khí, tránh nghiệp quả. Thánh ngôn: vì sao tà dâm là trọng tội? Nguyên sát thân con người, tuy mắt phàm trông thấy như một, tụ trung chất chứa vàng vàng muôn muôn sanh vật. Sanh vật ấy cấu kết nhau thành tế bào, nó có linh tánh, chất dưỡng sanh, nó là rau cỏ, bông trái, lúa gạo. Thử hỏi, những lương thực này nếu chẳng có chất sanh và chẳng hàm chứa sinh lực thì thế nào tươi đặn hoặc dạ? Nếu nó khô rũ thì nó phải chết, mà các con có ăn vật khô héo bao giờ? Còn như dùng lửa nấu, bất quá tẩy trượt mà thôi. Kỳ thật sanh vật bị nấu chưa hề chết. Vật ăn nào vào tỳ vị tiêu hóa ra khí, khí biến ra huyết, nó có thể quần thành nhân hình. Vì vậy mới có cơ sống chết của chúng sanh. Một giọt máu là một khối chân linh. Nếu các con dâm quá độ, tức là sát hại nhiều chân linh, khi các con thoát xác, nó đến nghiệt cảnh đài mà kiện, thì các con chẳng hề chối tội đặng. Vậy các con phải giữ giới cấm này cho lắm. Thánh ngôn trên đây đã rõ lắm rồi, khỏi phải chú thích nữa. Tồi phong bại tục, luân lý cổ truyền của người Việt Nam trong sự tinh tiết, xã hội quở rách nặng nề những kẻ gian dâm vô độ. Tích tinh dưỡng khí. Tinh là một chất hơi bàn bạc lưu chuyển trong không gian. Mỗi sinh vật phải hàm dưỡng nơi thân mình một phần tinh ấy thì mới sống và sinh hóa thêm ra. Đại khái như ở trong sinh vật, tinh là một mãnh lực hay sanh sản. Ở trong thảo mộc, tinh là một sức mạnh dâm chồi, trổ lá. Ở trong thân thể người ta, tinh thường bốc lên một thứ hơi, mạng danh là khí. Công dụng của khí chẳng những làm cho người có sức khỏe, mà còn di dưỡng chân thần được kiện cường sáng suốt nữa. Người tu hành tránh sự dâm dục là vì những lẽ nói trên. Kiên sát hại sanh mạng.
Không biết tại sao, hãy người ta thấy một con súc vật như hu, nai, vân vân, hay một con điểu thú như chim, cu, cò, vân vân, thì người ta có một ý muốn sát hại, phải chăng? Vì thường hay ăn thịt chúng nó, cho nên người ta có thói quen sát hại. Các nhà tôn giáo cấm sát sanh chỉ vì lòng bác ái, thương điều muôn vật. Đức Chí Tôn giáng cơ dạy đại khái như vậy. Thánh ngôn: mạng sống của cả chúng sanh cũng như nhánh cây trong cội, cả chúng sanh đều do Chí Tôn sanh ra. Vậy nên Chí Tôn nói, Đức Ngài cũng như cội cây, cả chúng sanh cũng như nhánh cây. Phải có đủ ngày giờ thầy định để nở bông, sanh trái, đặng trồng nữa, biến hóa thêm ra. Kẻ nào làm hại nửa chừng là sát hại một kiếp xong, không cho biến hóa. Mỗi mạng sống đều hữu căn, hữu kiếp, đến thế này, hoặc lâu, hoặc mau, đều có định trước. Nếu ai giết một mạng sống phải chịu quả báo, mạng sống là thầy, mà giết thầy không phải dễ, các con ráng dạy nhân sanh điều ấy. Kẻ tu hành ăn chay, một là vì lòng bác ái, hai là tránh những nghiệp quả như thánh giáo kể trên. Kiên tham lam trộm cắp. Chúng tôi xin phép bài thánh ngôn của Đức Chí Tôn dạy về sự tham lam như sau. Thánh ngôn: ôi, thầy sanh các con, thầy yêu các con, thầy cho các con đến thế này với một thánh thể thiêng liêng, y như hình ảnh của thầy, không ăn mà sống, không mặc mà lành. Các con không chịu, lại nghe lời cám dỗ, luyến ái hồng trần, ăn cho phải bị đài, dâm cho phải bị đọ, rồi các con phải chịu dưới nạn áo côn. Lợi, thầy để dành các con chung hưởng, nhưng vì lòng tham, đứa giật nhiều, đứa phải chịu kém. Quyền, thầy ban cho các con, y như thầy đã ban cho thần, thánh, tiên, Phật, để cho các con có đủ phương tiện kiềm chế lẫn nhau, đặng giữ vẹn thánh thể của thầy. Thế mà cái quyền ấy thành một món lợi khí, buộc trói các con trong vòng tội lỗi. Ôi, cái thất vọng của thầy rất nên đau đớn. Các con có hiểu vì sao nhân sanh có lòng tham gian chăng? Thì cũng muốn có nhiều kẻ phục tùng với quyền lợi của mình. Vả lại, người đời cần nhất là cơm với áo, nay muốn có nhiều kẻ phục tùng không chi bằng nắm chặt quyền thân pháp áo côn. Hãy dùng đủ mưu trước, quỷ quyệt thâu đọt, lợi lộc quyền thế. Vì vậy mà đời trở nên trường hỗn độn, tranh đấu, giật giành, mạnh được, yếu thua, mất hẳn công bình, thiên nhiên tạo hóa. Ấy vậy, phải biết rằng, tham lam vào tâm, tâm hết đạo đức, tham lam vào nhà, nhà hết chánh giáo, tham lam vào nước, nước mất chân trị, tham lam lộng khắp thế giới hết thần tiên. Lòng tham lam có thể dục các con lỗi đạo cùng thầy. Thế thì không những chúng ta phải tuân hành thánh ngôn trên đây để tránh sự tham lam, trộm cắp, mà kinh nghiệm còn cho chúng ta biết rằng, người ta chết vì trúng thực thì nhiều, mà chết vì đói khát thì ít. Trời không sanh người vô tộc, đất không sanh cỏ vô căn. Người ta cứ siêng năng làm lụng thì có ăn, chớ cần chi phải tham lam trộm cắp. Cổ nhân nói, giàu lớn là do mạng trời, giàu nhỏ là nhờ sự siêng năng. Ở đời không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nếu chúng ta ở vào trường hợp thiếu thốn thì được phép vay mượn của người, nhưng phải khư xử thế nào cho tài thượng phân minh, chứ khá tham lam trộm cắp. Giao thiệp với bằng hữu, cổ nhân nói, người đàn bà nếu chẳng có gương trong để soi mặt thì làm sao biết mặt mình dơ hay sạch. Kẻ sĩ nếu chẳng có bạn hiền thì ai mách cho mình những lỗi lầm. Theo đó thì sự giao thiệp với bằng hữu rất cần cho chúng ta, nhưng kết bạn cần phải có người hiền. Cách chọn bạn của người xưa rất kỹ càng. Họ thường bảo nhau rằng,
gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Gần người hiền thì tỏ, gần người tài thì sáng, gần kẻ dại thì ngay, gần người lành thì có đức. Trái lại, gần kẻ trộm thì sanh cấp, gần kẻ nịnh thì ai vua. Lại nói rằng, kết bạn với người lành cũng như gần mùi thơm của cỏ chi, cỏ lan. Một người trồng mà muôn người được hưởng mùi thơm lây. Kết bạn với kẻ chẳng lành cũng như người bồng con leo lên vách tường. Một người đuổi sảy chân thì cả hai phải khốn hại. Ở chung với người tốt cũng như đi giữa đám sương mù. Mặc dầu áo không ướt nhưng thấm nhuộm mù sương. Ở chung với kẻ chẳng biết điều cũng như ngồi giữa hàng cá trơn. Mặc dầu không dơ áo nhưng hẳn nghe mùi hôi. Đại để phép trạch hữu như thế, chúng ta nên bắt chước. Còn khi đã kết bạn rồi, chúng ta phải một lòng thành thật đối đãi với nhau. Lúc bạn có lầm lỗi thì nên lựa khi vắng vẻ, dùng lời nhỏ nhẹ khuyên can. Với một tấm lòng chân thành, trong sự giao thiệp, chúng ta phải có lòng kính nhường lẫn nhau để giữ niềm hòa ái, tương trợ, tương thân. Điều chi mình không muốn thì chớ làm cho người. Nếu có việc nào vừa ý bạn thì mình trở lại xét mình, chớ khác cưỡng từ đoạt lý. Trong đức nghiệp, anh em phải khuyên nhau, giúp nhau. Lỗi lầm phải sửa nhau, hoạn nạn phải thương nhau, nghèo nàn phải cứu trợ nhau. Người trượng phu nên dung thứ người, mà chẳng khá để người dung thứ mình. Trời sanh người đã phú cho một lý tánh vững chắc. Người giữ được cái lý tánh vững chắc ấy thì có tự chủ. Chúng ta phải gác nó lên trên tất cả tình cảm và lý trí. Chương thứ tư, lập ngôn. Lập ngôn nghĩa là trao dồi lời nói hiền lành theo lẽ chí thiện. Mà lời nói vốn do khẩu căn phát xuất, thành thử muốn thực hiện phép lập ngôn, chúng ta phải làm chủ khẩu căn, để cho mình có đủ ngày giờ suy nghĩ, rồi sau sẽ thốt ra những lời mực thước, chân thành. Đi sâu hơn nữa, chúng ta biết rằng lời nói là âm thanh, biểu dương tư tưởng, tình cảm ý kiến của người. Ấy vậy, chẳng những phải tỉnh khẩu, mà chúng ta còn phải trao sửa tâm hồn, trí huệ nữa thì phép lập ngôn mới có kết quả viên mãn. Nên biết rằng, thiên hạ lấy lời nói để do trình độ tấn hóa của mình. Còn đối với luật trời, một lời nói chẳng lành sẽ có quả trả lại. Vậy đủ hiểu lời nói trọng đại đến ngần nào. Sau đây chúng tôi sẽ lần lượt bàn phép lập ngôn. Lời nói đối với luật nhân quả, thánh ngôn. Nơi thân phàm các con, thầy cho một chân linh theo gìn giữ. Chân linh ấy vốn vô tư, đặng phép giao thông cùng thần, thánh, tiên, Phật và các đấng trọn lành nơi ngọc hư cung. Nhất nhất việc lành, việc dữ đều có ghi. Vậy nên một ngày không sai, lành dữ đều có trả. Lại nữa, chân linh ác có tánh thánh nơi mình, chẳng phải gìn giữ các con mà còn dạy dỗ nữa. Đời thường gọi lẫn là lương tâm. Thánh nhân vừa nói rằng, khi nhân tức khí tâm, khi tâm tức khí thiên đắc tội hoặc tội ư thiên vô sở đảo giả. Như các con nói dối, điều ấy chưa dối đặng người, mà các con đã dối lương tâm rồi. Một lời nói, tuy chưa thi hành, song tội tình cũng đồng thể, như đã có làm. Thầy dặn các con phải cẩn ngôn, cẩn hạnh. Thà các con làm tội mà chịu tội cho đành, chẳng hơn nói tội mà phải tội tình đồng thể. Ngoài thánh ngôn trên đây, chúng ta thấy kinh dịch nói rằng, nói ra một lời lành thì ngoài xa ngàn dặm ứng lành, nói ra một lời chẳng lành thì ngoài xa ngàn dặm dời đó, tức đổi lành ra dữ. Câu này đại ý nói rằng, lời nói có sức mạnh làm chuyển động điện lực trong không gian và cảm thông với những tư tưởng đồng khí với nó để rồi cụ thể hòa lẫn nhau, cho đến thành một sự kiện hiển hộ. Ấy vậy,
nên nói lời chẳng lành, mặc dầu chưa thực hành, xong tội tình cũng như việc đã thi thố rồi. Quyền Trân nói rằng, lời nói thầm của người, trời nghe như sấm, những việc tà mị trong nhà kính, thầy thấy như điện. Theo lẽ trên đây mà suy rộng ra thì lời nói của người ta, một khi thốt ra khỏi miệng rồi, nó có sức vang vội đất xa và nó sẽ có một cái phản lực rất mạnh. Lành thì người nói được phước, chẳng lành thì kẻ nói phải chịu tai họa, lành dữ báo ứng một mãi không sai. Lời nói trong khi xử kỹ tiếp vật có bốn điều răn cấm mà kẻ tu sĩ phải triệt để áp dụng vào đời sống của mình. 1. Cấm vọng ngữ, tức cấm nói dối. 2. Cấm lưỡng thiệt, tức cấm đem chuyện người này thực lại với kẻ nọ, làm cho hai đàn cãi cọ. 3. Cấm ác khẩu, tức cấm nói lời hung dữ. 4. Cấm ỷ ngữ, tức là dùng lời khôn khéo để gạt gẫm người ta xa vào tội lỗi. Lời nói chẳng lành do nhiều nguyên nhân và hình thức khác nhau, như vì ghen ghét mà nói xấu người, tự cao mà chê bai người, thù vơ, quán chạ mà nói lời chẳng lành, tự tôn, tự đại, hống hách, nói càn, sanh ra tranh luận. Ấy vậy nên chúng ta luôn luôn phải kiểm duyệt lời nói của mình trước khi thốt ra. Ngoài sự tri giới trên đây, chúng tôi xin đề cập thêm một pháp môn nữa là tịnh khẩu, tức kiềm chế khẩu căn vào cảnh thanh tịnh. Đành rằng lời nói do tâm mà sanh, ngược lại lời nói cũng có ảnh hưởng đến tâm, cho nên kẻ nói nhiều thì bị loạn tâm, ít nói tâm được yên lặng. Trong số vạn vật duy có loài người biết nói, mà cũng vì biết nói nên người ta sanh nhiều lời cãi cọ, nhiều việc tranh luận. Có một vài trường hợp người ta đánh giết nhau cũng vì tiếng nói. Ấy vậy nên sự tịnh khẩu rất cần, nhất là hàng tu sĩ cần tịnh khẩu để có ngày giờ suy nghĩ trước rồi sao sẽ nói. Anh nên tập làm thinh, nhờ sự trầm lặng mà những quyền năng sâu kín sẽ tiết lộ, tư tưởng được ổn định. Anh phải theo chân lý mà khai thông nó. Trong lúc hội đàm, anh nên lặng thinh và suy nghĩ những ý kiến của đối phương phát biểu. Đó là phương thức tạo sức mạnh, để rồi thốt lên những lời hòa giải, dung hợp tất cả ý kiến của người và bàn luận trong bầu không khí vui tươi thuận thảo. Một mình anh không thể có đủ sáng kiến để giải quyết mọi vấn đề. Tại sao anh buộc người khác phải theo ý kiến của anh? Phải để cho người ta bàn luận, tìm rõ lẽ phải. Làm thinh là cái gương thuyết giáo nhiều hơn lời nói. Đó là bước đầu tiên để đi đến chinh phục sức mạnh trong người mình và ở chung quanh mình. Chúng ta phải chủ kỳ được khẩu căn. Chúng ta nói thật ít càng hay. Chẳng những không nói hành, không nói xấu người, mà chuyện vô ích chúng ta cũng chẳng nên nói nữa. Đức Lão Tử dạy chúng ta rằng, ít nói thì mình theo được đạo tự nhiên. Rồi Ngài đặt ra thí dụ cho chúng ta hiểu. Ngài nói, nghĩa là trận gió lớn chẳng trọn buổi sáng, đám mưa to chẳng trọn cả ngày. Thử hỏi ai làm việc đó? Trời đất. Thế thì trời đất còn không làm được việc lâu dài, huống chi người ta. Đại ý bài này nói rằng, kẻ tu sĩ ở vào hoàn cảnh nào thì cứ an vui theo cảnh ấy. Ở với đạo thì vui theo đạo, ở với đức thì vui theo đức, ở với nhân, nghĩa, lễ thì vui theo nhân, nghĩa và lễ, chứ cần chi phải vọng cầu vô ích. Tuy thế mà chẳng lẽ chúng ta làm thinh mãi, thành thử phải nói, nhưng nói thật ít càng hay. Ở đời có những tư tưởng biến đổi được lòng người, có những tư tưởng làm nên sự nghiệp. Những tư tưởng ấy là ngọn đuốc thiên dẫn dắt người tu vào cõi chí thiện. Chúng ta nên dùng lời nói của mình để phát biểu những tư tưởng giống như vậy. Trái lại, tư tưởng nào có tánh cách soi bói người khác hoặc làm hại người, hại vật,
thì hẳn chúng ta không nên dùng lời nói của mình mà phát biểu ra ngoài. Ông Mã Phục Ba nói, nghe người lầm lỗi cũng như nói tên cha mẹ mình. Tai nghe nhưng không chịu lặp lại. Ai nghe lời lành mà quỳ lại như vua Võ. Ai nghe điều quấy của mình mà vui mừng như thầy Tử Lộ. Hạng người như vậy quả thật là người có khí phách thánh hiền. Phải biết rằng lời nói chẳng lành chưa hại người mà nó đã hại mình, cũng như ngậm máu phun người trước nhơ miệng mình. Ở đời thường xảy ra nhiều chuyện đôi co là tại mình hay nói. Kẻ sĩ gặp nhau nên nói những lời hữu ích, cùng người già nên bàn lẽ dạy con em, cùng trẻ thơ nên nói lẽ thảo thuận, cùng chúng nhân nên bàn trung tín tư tưởng. Cường ngôn đoạt lý sẽ có phương hại chánh nghĩa. Một lời nói mất lòng có thể phá hư chân đạo. Trang Tử nói, nói một lời lành thì ấm áp như mặc y phục bằng vải, bằng lụa. Nói một lời có hại như dao đâm mình. Người ở đời chẳng nên lấy sự nói nhiều làm hơn, chứ khá lấy sự vui cười làm điều hay. Một vết thương do dao đâm điều lành hơn lời nói dữ. Miệng là cái búa giết người, lời nói là cái dao cắt lưỡi. Cho nên người nào giấu lưỡi thật kín thì thân được yên. Người ta trong lúc khốn cùng, nếu khéo dùng một lời nói lành thì có thể cởi mở người trên và để phước hậu cho kẻ dưới. Được nghe một lời phải cũng như được vàng ngọc. Nghe lời nói phải vui hơn nghe đờn cầm, đờn sắt. Cho nên lời phải quý hơn văn chương, thi phú. Mình ít nói thì người ít bàn soạn đến mình. Ít lòng dục thì giữ được tâm. Thuốc hay đắng miệng nhưng lợi cho bệnh. Lời nói chánh nghe trái tai nhưng lợi cho việc làm. Có lỗi mà không biết sửa, ấy là che lấp mình. Cũng vì nói mà bị oán thù, ấy là tự làm cho mình mắc họa. Xảo ngôn thì loạn đức. Kẻ hay trách thiện người ta thì chẳng hay kết bạn vẹn toàn. Người nào hay dung túng mình thì người ấy không hay chừa lỗi lầm. Cẩn ngôn. Một hôm Đức Khổng Phu Tử vào viếng miếu đường nhà Hậu Tắc trào nhà Châu. Ngài trông thấy một cốt tượng người bằng vàng, nơi miệng có ba sợi dây buộc. Lại thấy phía sau lưng có khắc chữ rằng đừng nói nhiều. Vì nhiều lời nói thì nhiều lầm lỗi, ít bài việc thì ít lo sợ. Lúc yên vui phải lo giữ gìn, đừng tưởng không hại mà làm. Cái hại nhỏ lần lần quá ra to, cũng đừng tưởng chẳng ai nghe mà chẳng sợ. Vì lời nói thốt ra nó theo điển lực truyền đi rất xa. Phải giữ gìn khi chưa nói cũng như lửa, khi mới phải dập tắt, nếu để đến khi cháy bừng thì làm được. Cũng như nước hồi còn ít, phải lo ngăn đón, nếu để khi thành xong rồi thì làm sao được. Cũng như cây, khi mới mọc thì phải lo nhổ, nếu để lớn rồi phải dùng rìu búa mà cốt. Cẩn thận là gốc của điều phước. Người quân tử biết thiên hạ không thể tránh hơn được, cho nên hạ mình ở chỗ thấp. Biết kẻ chúng nhân chẳng chịu ở sao, cho nên người quân tử lui lại sao. Khiêm cung nhỏ nhẹ thì người ta mến. Khi về đến nhà, Đức Ngài bảo kẻ môn đệ rằng các trò nên nhớ những điều này. Lời ấy quả là chân ngôn. Vàng ngàn lượng là quý nhưng chưa bằng một lời lành. Bởi vì ngàn vàng dễ kiếm, lời thánh khó tìm. Cầu người tha lỗi không bằng mình đừng phạm lỗi. Người trí xảo hay luận bàn, người quê dốt ít nói năng. Ai xảo trá nấy nặng nhọc, ai quê dốt được yên vui. Người xảo trá mất thiên lương, tánh trời phê cho. Người quê dốt hay giữ được bổn tánh, lanh lợi gặp hung dữ. Quê dốt gặp hiền lành, ôi phải chi thiên hạ quê dốt thì đạo đức quằng khai đáo để. Tuy thế mặc giàu, nhưng gặp người đáng nói cũng phải nói. Nghĩa là gặp người đáng nói mà chẳng nói thì
Cổ nhân quan niệm rằng thân tâm người ta là bầu vỏ trụ nhỏ, hàm xúc đủ tất cả mọi khí chất và lẽ nhiệm màu của trời đất. Ấy vậy, nên hãy biết thiên đạo thì biết được thân tâm mình. Có ba sợi dây buộc, lại thấy phía sau lưng có khắc chữ rằng: đừng nói nhiều, vì nhiều lời nói thì nhiều lầm lỗi, ít bài việc thì ít lo sợ, lúc yên vui phải lo giữ gìn, đừng tưởng không hại mà làm, cái hại nhỏ lần lần quá ra to, cũng đừng tưởng chẳng ai nghe mà chẳng sợ, vì lời nói thốt ra nó theo điển lực truyền đi rất xa, phải giữ gìn khi chưa nói cũng như lửa, khi mới phải dập tắt, nếu để đến khi cháy bừng thì làm sao chữa được, cũng như nước hồi còn ít phải lo ngăn đó, nếu để khi thành xong rồi thì làm sao được, cũng như cây, khi mới mọc thì phải lo nhổ, nếu để lớn rồi phải dùng rìu búa mà cốt. Cẩn thận là gốc của điều phước, người quân tử biết thiên hạ không thể tránh hơn được, cho nên hạ mình ở chỗ thấp, biết kẻ chúng nhân chẳng chịu ở sao, cho nên người quân tử lui lại sao, khiêm cung nhỏ nhẹ thì người ta mến. Khi về đến nhà, Đức Ngài bảo kẻ môn đệ rằng: các trò nên nhớ những điều này, lời ấy quả là chân ngôn. Vàng ngàn lượng là quý, nhưng chưa bằng một lời lành, bởi vì ngàn vàng dễ kiếm, lời thánh khó tìm. Cầu người tha lỗi, không bằng mình đừng phạm lỗi. Người trí xảo hay luận bàn, người quê dốt ít nói năng, ai xảo trá nấy nặng nhọc, ai quê dốt được yên vui, người xảo trá mất thiện lương, tánh trời phú cho, người quê dốt hay giữ được bổn tánh, lanh lợi gặp hung dữ, quê dốt gặp hiền lành. Ôi, phải chi thiên hạ quê dốt thì đạo đức quần khai đáo đệ. Tuy thế mặc giàu, nhưng gặp người đáng nói cũng phải nói. Nghĩa là gặp người đáng nói mà chẳng nói thì mất người, gặp người chẳng đáng nói mà nói thì mất lời. Kẻ trí không để mất người mà chẳng để mất lời. Đại ý bài này nói rằng, tuy chúng ta cẩn ngôn, cẩn hạnh, nhưng gặp trường hợp đáng nói thì phải nói. Giữa đám đông người, nếu chúng ta nói ra một lời nói có lỗi thì mặt mày hổ thẹn. Bởi vậy nên lời nói chẳng khá, chẳng dè dặt. Miệng là cửa hại người, nên có câu nói: quả tỳ khẩu xuất. Nói hai đầu, chuyện người mặc người lo. Chúng ta chẳng nên đem việc người này học với kẻ nọ mà phải sanh đôi co cãi cọ. Giấu sự lành của người là che lấp người hiền, bài việc dữ của người là tiểu nhân. Nói cái lành của người thì mình vui, như mình đã có điều lành ấy. Nói cái của người cũng như mình đã mang việc chẳng lành ấy. Khi nghe người ta chê mình thì đừng nổi giận, khi nghe người ta khen mình thì chớ vội mừng, khi nghe người ta nói điều dữ của kẻ khác thì mình chớ vội chê. Trái lại, khi nghe người ta nói cái tốt của kẻ khác thì mình vui mừng hòa theo. Cổ thi có câu: vui thấy người hiền, vui nghe việc lành, vui nói lời lành, vui làm việc lành. Nghe việc xấu của người như mình đạp châm gai, nghe việc tốt của người cũng như mình mang bông lan huệ. Đức Khổng Phu Tử nói: đem chuyện đầu này nói đầu kia là tự bỏ đức mình vậy. Trong sự giao du với bằng hữu, nên lấy điều ngay lành mà bảo thẳng, khéo tìm cách khuyên răn. Nếu chẳng nghe thì thôi, chớ đừng chuốc lấy nhục. Thủ tính, tránh lời dữ, nói lời lành, và cũng phải nói nhỏ nhẹ, lễ phép. Còn khi nói ra rồi phải giữ lời nói của mình. Cổ nhân nói: người không được tín nhiệm thì không làm nên được. Lại nói, người không đức tính cũng như xe không gọng kéo. Xem đó đủ biết thủ tính là quan trọng dường nào. Đức Lão Quân nói: người quân tử nói ra một lời bốn ngựa khó theo. Thủ tính là một đức tánh quan trọng trên đường giao tế. Vua tôi thất tính thì nước chẳng yên, cha con thất tính thì nhà chẳng hòa,
Anh em thất tính thì xa nhau, bậu bạn thất tính thì tình giao hảo phải đứt. Những lời lẽ trên đây chúng ta nghiền ngẫm cho thành thói quen. Thói quen gọi là hạnh hay hạ đức rất cần khi xử sự tiếp vật. Tóm luận, trong cõi lòng chưa có vọng động thì đã có sẵn một điểm minh đức ngự trị. Nho giáo cho minh đức là đức của trời phú cho người. Nó sáng suốt viên thông, có thể cảm ứng với trời đất, quán triệt càn khôn, tinh thông vạn vật. Giá như người ta giữ được cái đức ấy để làm ngọn đuốc thiên rọi đường cho mình hành động, thì ắt người ta được chọn lành. Nhưng có điều khó khăn cho người ở thế gian là vì họ còn phải vật lộn với đời, sống vật chất, và còn phải lo tròn những bổn phận làm người. Ấy vậy, nên chúng ta phải thực hiện bốn đức thường: nhân, nghĩa, lễ, trí đã kể trước kia, để thay thế cho minh đức. Trong lúc đức này chưa xuất hiện hoàn toàn, thực hiện nghĩa là phải học tập thế nào cho bốn đức thường biến thành hạnh kiểm của mình và sẵn sàng ứng đối xử sự tiếp đối. Thứ nữa, phải kiểm điểm lại cách hành động, nói năng và phải sửa lại nếu có tật hư, nết xấu. Ở đời, nếu dùng minh đức để rọi thiên lý cho mình, làm theo cũng như chúng ta dùng một ngọn đèn. Trời chiếu điện từ trên tầng lầu trên xuống tận đến đất, rồi thung dung theo đó mà tiến thối. Dầu chưa bằng bậc chí thiện, xong cũng khá vậy. Nên giữ hành động của mình cho trúng tiết. Vả lại, mỗi việc đều có mức thích đáng của nó. Hành động chưa đúng mức thì việc làm ấy là sai, hoặc quá mức thì việc làm ấy cũng chẳng đúng. Đạo trời chủ nơi sự điều hòa của nhị khí âm dương. Nếu dương thạnh quá thì nóng, còn âm si quá thì không đủ lạnh để chế ngự nóng. Rồi muôn loài phải khô táo. Đạo người chủ nơi nhân nghĩa, nhân quá thì yếu, nghĩa quá thì khắc. Nhân thiếu thì ác, nghĩa thiếu thì bạc. Hành động hoặc thái quá hoặc bắt cặp, không đúng mức thì thiên lệch cả. Ví dụ nấu nồi cơm, lấy chừng đó gạo, đổ bao nhiêu nước, chụm lửa bao lâu, có khi phải nhiều lửa, có khi phải ít lửa. Trong những việc nói đây, nếu có một không đúng mức thì nồi cơm hoặc sống hoặc cháy hoặc nhão hoặc khô. Ví dụ nồi cơm đây có lẽ dễ hiểu lắm rồi. Đạo trời chi phối đời sống người ta hằng sự điều hòa đúng mức như đã nói trên. Ấy vậy nên kẻ học luôn luôn giữ sự điều hòa nơi mình, tức điều hòa tâm lý và sanh lý, điều hòa với người này kẻ nọ, từ gia đình ra ngoài xã hội. Điều hòa thế nào cho giữ được thế quân bình cần thiết cho sự tấn hóa sanh tồn của mình và của vạn vật. Quan niệm sự tu thân. Chúng tôi thể theo sách Đại Đạo bàn sơ lược sự tu thân, âu cũng giúp một tia sáng vào phần phương châm nhập thế của mình. Cổ nhân rất chú trọng sự tu thân, họ thường bảo nhau: từ vị thiên tử đến kẻ thứ dân, hạng người nào cũng phải tu thân trước, rồi sau mới biết đường làm những bổn phận khác như tề gia, trị quốc và bình thiên hạ. Sửa mình là gốc đạo làm người, nếu gốc đã loạn thì ngọn không bao giờ yên được. Thế mà tu thân là gì? Phần phương châm nhập thế đã ngụy lượng phép tam lập: lập đức, lập công và lập ngôn. Cũng như trong sách Đại Học nhắc Thiên Khang Cáo và Thiên Thái Giác bảo rằng: sáng cái đức lớn của mình là tự giác, tức tự tu, tự độ vậy. Vậy chữ lập đức đã nói trong phần phương châm nhập thế, tức là đã thực hành được bốn điều mục của sách Đại Học là cách vật, trí tri, thánh ý và chánh tâm. Công phu ấy đại để là khám phá, tuyệt trừ nhân dục, cầu cho bản tâm thanh tịnh vô vi. Hãy tâm tịnh thì cái minh đức cũng như lòng nhân ung dung phát triển sở năng tự nhiên của nó.
Chúng ta nương nó để thông cảm với thiên lý chủ trương đời sống của mình. Đó là thực hiện câu nhân dục tận tịnh, thiên lý lưu hành. Còn lập công và lập ngôn là pháp môn đào luyện thân căn và khẩu căn cho được thuần thục, để chúng nó phát biểu trọn vẹn tư tưởng của minh đức. Làm được như thế tức thân khẩu ý đều khuynh hướng về chí thiện vậy. Về cách cư xử, Mạnh Tử bảo rằng: ở thì nên ở chỗ quảng đại của thiên hạ, đứng thì nên đứng vào địa vị chánh đáng của thiên hạ, đi thì đi trên con đường lớn của thiên hạ. Khi đắc chí thì cùng nhân sanh noi theo đạo cả, lúc không đắc chí thì một mình gánh lấy đạo nghĩa của mình. Giàu sang không thay lòng, nghèo hèn không đổi dạ, sự lập thân hành đạo, giàu gian nan cũng đừng thối chí. Đạo Đức Kinh chương 8 chép lời Đức Lão Tử nói rằng: đức thượng thiện tánh giống như nước, nước thì hay làm lợi muôn vật mà không tranh. Ở chỗ mà người ta hay chê, tức chỗ thấp, lành chỗ cao mà tìm chỗ thấp, để lấy đầy những cái gì còn thiếu trên mặt đất. Cho nên nói rằng nước hay chọn chỗ thấp, hay chịu chỗ thâm sâu. Xử thế thì dùng lòng nhân, nói thì trung tín không sai chạy, mà làm việc thì hợp với tài năng, cử động thì hợp thời. Ôi, vì không tranh cho nên không lỗi lầm. Chúng ta nên biết rằng trời muốn giáng một trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước khiến cho khổ tâm trí, mệt nhọc gân cốt, đói rét thể xác, cùng quần thân thể. Hãy muốn làm việc gì thì hoàn cảnh khiến gặp điều nghịch ý trở ngại. Trời làm như thế để kích thích tâm tánh kiên nhẫn của người ấy, hầu có đủ nghị lực xúc hành những việc chưa làm được. Đạo thơ gọi đó là thử thách, cũng như học sinh sau năm học rồi phải chịu khảo thi rồi mới ban cho cấp bằng. Phần thứ tư, phương châm xuất thế. Phương châm xuất thế cũng chẳng phải trốn tránh xã hội loài người, mà thật kiến tạo một cuộc sống tinh thần giải thoát ngoài vòng tục lụy trần ai, và chung quy cầu sự giải thoát linh hồn về cõi an nhàn tự tại. Nói tóm tắt là thân thể cũng sống với người và vật trong cõi trần hoàng, nhưng tinh thần đặt ra ngoài vòng tục lụy. Cái yếu điểm của pháp môn này là minh tâm, hiến tánh, hoặc nói rõ ra là hồi hướng về nội giới tâm linh, khám phá những cái gì che khuất tâm linh, cầu cho Phật tánh xuất hiện và thun dung, làm chủ đời sống vật chất của mình. Mà muốn sáng lòng, thấy tánh, chúng ta cần biết tâm tánh ra sao, nhiên hậu sẽ theo đó mà thực tiễn. Chúng tôi thể theo Vương Dương Minh phân tách như sau: tâm, tánh, tâm, ý, tâm, trí, tâm, vật. Hoặc nói rõ ra là điểm tánh trời phú cho người là bản thể của tâm. Vậy tánh với tâm, tuy hai danh từ song vốn một thể, trong khi kinh sách Tam giáo có khi người ta gọi tánh, có lúc người ta nói tâm. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng tâm với tánh là một mà thôi. Cái thực thể ấy hàm xúc đủ mọi lẽ nhiệm màu của võ trụ, nghĩa là nó vốn trọn lành, trọn sáng và biến hóa vô cùng. Nhưng khi người ta nhập thế cuộc, tâm bị nhục thân lôi cuốn mà phải biến sanh nhiều trạng thái khác. Cho nên Vương Dương Minh nói rằng tâm phát động, thì trạng thái ấy là ý, trí là bản thể của ý. Ý ngưng chỗ nào thì chỗ ấy là vật. Vậy tâm là cái thống danh gồm tất cả tánh, ý, trí và vật. Bốn phương sau đây sẽ giảng giải chi tiết rộng ra. Chương thứ nhất, vật. Chữ vật đây chỉ vào thân ngũ nẫn, biết cảm giác, biết giao tiếp với sự vật ngoại cảnh liên đới quan hệ với đời sống của nó. Chính thân này phân biệt tốt, xấu, hơn, kém, sướng, khổ. Và chính cái cảm quan này xúi dục người ta tìm cái sướng và tránh cái khổ. Sắc uẩn. Sắc uẩn chỉ về nhục thân có năng lực hay biết phân biệt tốt xấu, hơn kém, phải quấy,
Vả lại, nhục thân thuộc về vật chất, cho nên khi giao tiếp với sự vật bên ngoài thì nó ưng chịu, cho nên nói rằng sắc ẩn sanh thọ ẩn. Thọ ẩn, khi nhục thân ưng chịu sự vật thì sanh trí phân biệt tư tưởng theo đó mà sanh, cho nên nói rằng thọ ẩn sanh tưởng ẩn. Tưởng ẩn có tư tưởng thì có động tác, cho nên nói rằng tưởng ẩn sanh hành ẩn. Hành ẩn, hành ẩn chỉ về sự động tác, về tư tưởng, lời nói và việc làm, cho nên nói rằng hành ẩn sanh thức ẩn. Thức ẩn, thức ẩn chỉ sự cảm biết, mà hễ cảm biết thì có trí phân biệt, lòng hiếu ố theo đó mà sanh, rồi thân ngũ ẩn tùy duyên hiếu thiện thiên hình vạn trạng. Đại loại như thất tình, lục dục, tâm linh, Phật tánh, sở dĩ bị lu mờ là vì cái loạn động của thân ngũ ẩn đó vậy. Tóm lại, ngũ ẩn tuy chia làm năm thành phần, nhưng lúc nào nó cũng liên đới, cấu hợp thành một cuộc sống. Cái nhân cách do thân này tạo ra gọi là ta, di thức, học nọc là giả ngã, bởi vì nó do các nhân duyên cấu sanh, chứ chẳng có tánh thường trụ. Hễ nhân duyên hiệp sanh, mà hễ nhân duyên tan thì tử. Cái thuyết vô ngã của Phật giáo do đấy mà thành lập. Triết học Pháp có câu: cái ta là đáng ghét. Tại sao cái ta, giả ngã, đáng ghét? Bởi vì một khi người ta đã cố chấp cái ta của mình, thì đó đã chỉ riêng biệt một cá nhân rồi. Cái ý niệm cá nhân sanh lòng vị kỷ và muốn thâu đoạt tất cả của quý, sắc đẹp, quyền cao, lộc cả về cho một mình. Và cũng cái ý niệm cá nhân ấy lôi cuốn người ta sống riêng, chứ không nghĩ đến võ trụ, vạn vật. Đời sống ích kỷ chung quy phải bị lội ra ngoài vạn vật, và đó là cái mầm nghiệp quả luân hồi. Mặc dầu vậy, nhưng nhục thân rất cần cho kiếp hiện tại để học hành đạo lý cho đến viên thông. Nó là cái vỏ chở che linh hồn, nó là tài liệu học tập trên đường tấn hóa. Trong giới tu hành, người ta thường sanh nó cũng như ngựa. Chúng ta là người cởi ngựa, chúng ta có bổn phận săn sóc nó, nuôi dưỡng nó với những vật ăn uống tinh khiết, áp dụng cho nó những phép vệ sanh cần thiết, ấn định trên nền tảng đạo pháp. Trái lại, nó có bổn phận phải tuân lệnh của chúng ta. Người và ngựa biết ý nhau, tương đắc nhau thì cuộc hành trình mới được an toàn viên mãn. Các bậc tiên Phật ngày xưa cũng nương nhờ nhục thân để tu hành cho đến đắc thành chánh quả. Nên hiểu rằng chúng ta là một phần tử của võ trụ. Chúng ta đã bẩm thọ một sự sống của cái nguồn sống tràn ngập cả trời đất kia. Thế nên, lúc nào chúng ta cũng phải hướng về đó, nghĩa là chúng ta phải sống trong luật điều hòa của trời đất. Mà muốn đi đến đích ấy, chúng ta phải điều hòa bản thân của mình trước, rồi điều hòa với xã hội loài người, điều hòa với muôn loài vạn vật. Một phần tử của võ trụ, chúng ta không có quyền sống riêng. Còn một lẽ nữa là nhục thân thuộc về vật chất, nó phải chịu dưới hệ thống của luật tự nhiên, sanh, già, bệnh, tử. Ấy vậy, nên khi nào nhục thân vì một lẽ chi mà thọ bệnh, thì chúng ta phải tận lực cứu chữa cho kỳ được. Tinh thần sảng khoái, chỉ ở tận một bản thân sức khỏe, đó là nói về giả ngã. Giả pháp là sao? Tất cả sự vật ở thế gian, Phật giáo cho là pháp. Vậy thử hỏi vạn pháp từ đâu mà đến và chung quy nó về đâu? Đạo học quan niệm rằng vạn vật đều do khí âm dương ngũ hành cấu sanh hình thể. Khoa học chứng minh rằng điện âm, điện dương cấu thành nguyên tử. Nhiều nguyên tử cấu thành tế bào, nhiều tế bào cấu thành vật thể. Danh từ tuy khác, song tụ trung tất cả là một mà thôi. Bởi vì tất cả đều do thái cực sanh ra. Vậy đủ hiểu mọi vật đều do nhân duyên cấu sanh và sống mãi đến lúc nào nhân duyên tan rã thì chết. Mà hễ vật chết thì những nhân duyên cấu sanh, vật thể kia lại trở về với bản chất tự nhiên của nó.
để rồi tùy duyên biến hiện vật thể khác nữa. Suy rộng ra nữa, chúng ta hiểu rằng vật chất vốn vô thường, chúng nó thoạt có, thoạt không, khi ẩn, lúc hiện, chẳng khác nào hình ảnh vận động trên màn chớp bóng. Duy thức học cho vật chất là giả pháp, vật chất là giả tạm, cho nên chúng ta chỉ dùng nó tương đối với nhục thân, nghĩa là dùng nó để duy dưỡng đời sống tạm và làm tài liệu học tập mà thôi, chứ chẳng khá làm nô lệ nó. Cõi trần tỉ mỉ như một quê viên, khách trần tỉ như con bướm bay lượn trong quê viên, để hút lấy nhị hoa rồi bay đi, chứ chẳng khá hệ lụy vì kỳ hoa dị thảo. Hoặc giả như pháp đối với kẻ tu hành cũng như chiếc thuyền đối với du khách sang sông, đành rằng du khách phải cậy thuyền sang sông, nhưng khi sang sông rồi thuyền trở nên vô dụng. Thì chư pháp đối với kẻ học đạo cũng vậy, nghĩa là người ta phải dùng chư pháp để sanh sống học tập, nhưng khi đã có kinh nghiệm rồi không nên chấp pháp nữa, bởi vì ngã tường và pháp tướng là hai cái chướng ngại lớn trong khi thực thi tam pháp. Danh dự của sự vật, danh từ của sự vật là cũng là một món trở dương không nhỏ. Chúng ta cũng nên bàn qua cho rõ để phá mê trong khi khải ngộ. Nguyên lai, mỗi vật có hệ thống của nó, nhưng người ta phân tách nó ra và ghép những mảnh vụn thành một hình thức khác rồi, gắn cho nó một quan niệm, một danh từ khô khan và cố chấp, đó là sự thiệt, là lý chân. Người đời hay cãi nhau cũng vì những ngụy biện ấy. Chúng tôi xin thể theo sách Phật Lực Kiện nhà vua hội đàm với một ông sư để minh chứng danh từ của sự vật. Nhà vua đến viếng ông sư. Ông sư nói: Tâu Kim Thượng, ngài đến đây bằng chi? Bằng xe. Nhà vua đáp: Tâu Kim Thượng, có phải thùng là xe không? Không phải. Nhà vua đáp: Tâu Kim Thượng, hai bánh xe và cặp gọng có phải xe không? Không phải. Nhà vua trả lời nữa: Tâu Kim Thượng, nếu thùng, hai bánh xe và cặp gọng chẳng phải xe, vậy vật chi gọi là xe? Tâu Kim Thượng, nếu phân tách ra thì chiếc xe vốn do nhiều vật liệu hợp thành, chứ chiếc xe chẳng có thực thể. Mà nếu chiếc xe chẳng có thực thể thì cái danh từ chiếc xe là tiếng nói trống rỗng. Tâu Kim Thượng, những danh từ ở thế gian nguyên lai như thế cả, rồi người ta căn cứ vào sắc tướng mà đặt một cái tên để phân biệt cái vật này với vật nọ mà thôi. Như chiếc xe này, nếu ngày nào cũng vật liệu như bánh, vi, thùng, gọng, tan rã thì danh từ chiếc xe hết. Còn một thứ danh từ do lực tương đối sao ra nữa, người tìm chân lý cũng nên quan tâm suy xét. Như Đức Lão Tử nói rằng, phàm sự vật nào mà người ta nghe thấy, rờ đụng được và cho là đẹp thì sự vật ấy đã mất hết một phần đẹp. Tại sao? Bởi vì cái đẹp ấy vốn do cái chẳng đẹp mà ra, giả tỷ như cái có với cái không sanh lẫn nhau, cái khó với cái dễ lập thành lẫn nhau, cái dài với cái ngắn so sánh lẫn nhau, cái cao với cái thấp khuynh đảo lẫn nhau. Hoặc ví dụ như ngôi nhà đã cất rồi thì ngôi nhà phân biệt trước sân và sau hè. Nay như người ta phá ngôi nhà đi thì cái danh từ trước sân và sau hè không còn nữa. Vậy những danh từ của sự vật như đã kể trên là giả danh. Cái giả danh ấy dùng để phân biệt vật này với sự nọ mà thôi, chứ học giả chẳng nên cố chấp. Nó rút lại, đến đây chúng ta đã rõ rằng thân ngũ ẩn của mình, sự vật và danh từ của sự vật ở chung quanh chúng ta không có tánh thường trụ. Nó hiện ra một thời gian nào đó, rồi nó lại ẩn đi. Cho nên chúng ta chẳng khá cố chấp mà phải sa đọ vào chỗ giả tạm. Cái thuyết vô ngã, vô thường của Phật giáo là một bài thuốc trị bệnh mê chấp của chúng sanh. Chúng ta phải ý hội tận tường và cố vượt lên trên vật chất cảm thông với đấng toàn tri.
ngự trị trên ngôi thái cực và trong thâm tâm của mình để lập thành nếp sống hiện tại, thì chung quy mới giải thoát được kiếp sanh tử. Nhắc lại, cái thiết vô ngã, vô thường là một vị thuốc trị bệnh mê chấp. Khi có bệnh thì chúng ta dùng thuốc để trị. Khi bệnh hết rồi, chúng ta cũng chẳng khá giữ thuốc lại vì hết dùng rồi. Cũng như chúng ta đạp gai, thì dùng cây gai thứ nhì để lễ cây gai thứ nhất. Khi lễ được cây gai thứ nhất rồi, cây gai thứ nhì cũng vô dụng. Chúng ta chẳng lẽ giữ vật vô dụng để làm gì? Xin xem lại phần sách Phương Châm Nhập Thế rất cần cho sự trau dồi thân ngũ ẩn. Chương thứ hai, thần trí. Trong người chúng ta có hai quan năng, trí giác là thần và trí. Kinh dịch nói rằng, thần dĩ trí lai, trí dĩ tàn vãng. Nghĩa là thần để biết việc chưa học, trí để tích lũy kinh nghiệm. Đức Lão Tử nói rằng, hai quan năng này do một gốc tâm mà ra, nhưng khác tên là thần và trí. Cả hai đều quyền diệu, song cái diệu ở trên cái quyền kia là cửa sanh các lẽ nhiệm màu. Có như vậy, nên tâm thường vô dục, thanh tịnh, thì biết được cái diệu, tức thần. Còn như tâm có suy tư, thì chỉ biết được cái cứu, tức trí. Theo lẽ trên đây mà suy ra, chúng ta hiểu rằng trong người chúng ta có thần và trí để hay biết. Cả hai đều do tâm mà ra, nhưng chẳng những khác tên mà phương thức khai hóa cũng không giống nhau nữa. Đại để như muốn mở trí thì phải học vấn, suy tư, tìm kiếm. Kiến văn càng nhiều càng hay, còn muốn tồn thần thì phải giảm bớt sự học vấn, suy tư. Giảm bớt và giảm bớt nữa cho đến vô vi, tâm thanh, tịnh thì biết được thần. Sau đây chúng tôi theo lẽ này để nghị luận hai phương thức khai trí và dưỡng thần. Một, khai trí. Khi người ta nhập thế cuộc, trí hiệp với cái thức của thân ngũ ẩn, khinh ướng về phàm trần, phóng túng theo vật chất, mưu cầu sự thỏa thích cho nhục thân. Nhân đó trí thu thập những tư tưởng lãng mạn, những dục tình thấp hèn, làm cho thần phải lu mờ. Nay muốn khai trí thì một mặt phải loại trừ những dục tình thấp hèn, dịch hóa những tư tưởng lãng mạn thành một tâm niệm quang minh, chánh đại, và một mặt nữa phải mở rộng sự học hành thâu thập đức tốt. Hạnh lành thay thế cho những tật hư, nết xấu, dịch hóa tư tưởng lãng mạn và bài trừ dục tình thấp hèn. Tư tưởng lãng mạn và dục tình bất chánh do hai lối mà đến. Một là trí nương theo ngũ quan giao tiếp với sự vật bên ngoài. Hai là trí tự nó chiêm nhiễm tư tưởng của người khác. Về điểm thứ nhất, trí nương theo ngũ quan giao tiếp với sự vật bên ngoài, chúng ta nhờ đó mà hỏi được điều hay lẽ phải. Nhưng nếu chúng ta chẳng tự chủ thì trí thâu nhập tư tưởng lãng mạn, dục tình ích kỷ, và chúng ta cứ theo đó trị lạc vào vòng vật dục nữa. Về điểm thứ hai, trí tự nó chiêm nhiễm tư tưởng của người khác. Thử hỏi tư tưởng của người khác làm sao đến với chúng ta, nó đến làm gì, và phải làm thế nào để ngăn ngừa nó. Đây là cả một vấn đề mà kẻ học phải giải quyết. Chúng tôi lần lượt kể như sau. Kinh dịch nói rằng, nói ra một lời lành thì ngoài xa ngàn dặm ứng lành, còn nói ra lời chẳng lành thì ngoài xa ngàn dặm đổi lành ra dữ. Sở dĩ nói như vậy là vì trong không gian có điển lực tràn ngập cả võ trụ, phàm một tư tưởng gì khi thoát ra khỏi người thì nó tích lũy trong điển lực ấy và tìm đến tư tưởng đồng loại với nó để rồi cụ thể hóa lẫn nhau, thành sự kiện hữu hình. Chính tư tưởng của kẻ khác cũng do điều kiện này mà xâm chiếm trí mình. Nó đến chúng ta với một cách kỳ quặc, nhiều khi muốn xô nó nhưng chúng ta bất lực, rồi rốt cuộc đành để nó xâm phạm tâm giới mình. Nói đến đây, chúng tôi nhớ sách chép rằng các nhà luyện trí tinh thần giao thiệp với nhau bằng tư tưởng,
nghĩa là người này ở cách xa kẻ nọ mà họ thông truyền tin tức với nhau bằng tư tưởng. Phương pháp này gọi là thần giao cách cảm hoặc truyền tâm. Vị chân sư truyền giáo do đệ tử cũng dùng lối này, nhưng có khác là cách thực hiện trong bầu thượng thanh khí. Những lẽ trên đây đủ chứng minh rằng tư tưởng của người này có thể truyền nhiễm cho kẻ nọ. Giả tỷ, những tư tưởng mà chúng ta nhận được cái tinh thần đạo đức tốt lành thì đáng mừng và nên giữ nó lại. Còn những tin tưởng chất chứa tinh thần tầng trục thì nó kích thích trí chúng ta sanh ra dục vọng. Dục vọng là điều mà kẻ học đạo phải lánh xa. Thế nên những loại tư tưởng này chúng ta phải đuổi nó đi, bởi trí hay truyền nhiễm tư tưởng bất chánh như vậy. Cho nên có người dựa vào lẽ này mà cho trí là một lực lượng phá hại tâm đạo. Nhưng sự thật, nếu chúng ta biết điều độ, biết thực hành trầm tư mặc tưởng, thì trí sẽ giúp chúng ta chẳng ít trên đường học tập. Lập lược tư tưởng, tức từ bỏ những tư tưởng bất chánh, những dục tình lãng mạn ấy vậy. Nên trước khi thâu nạp một tư tưởng nào, hoặc do ngũ quan đưa vào, hoặc do sự truyền nhiễm của người khác, chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng xem tư tưởng ấy có ích cho mình, gia đình, xã hội và tất cả nhân loại chăng. Nếu được như vậy, chúng ta giữ nó làm của mình. Trái lại, nếu tư tưởng chẳng lành thì nên xua đuổi nó đi xa, thật xa. Nói rút lại, trí vốn hay điên đảo, đảo điên, gia dĩ, từ trước nó đã bị tiêm nhiễm những tư tưởng bất chánh, những dục tình lãng mạn như đã kể trên. Cho nên nó vốn vọng động lại vọng động thêm hơn. Bởi thế, nên khi chúng ta đang nghĩ việc này thì nó đâm ra nghĩ việc khác. Khi đang chăm chú làm việc thì nó lơ đãng, ngãn ngữ, gọi đó là đãng trí. Khi chúng ta muốn tịnh thì nó lại hoạt động. Thậm chí trong đêm vắng canh khuya, cảnh vật im điềm, thân thể nghỉ an, mà trí cứ vu vơ tư tưởng. Nay muốn đem nó trở về chánh đạo, một mặt phải kèm giữ nó ở trong cảnh tịnh, một mặt nữa phải học hành đạo đức, thâu thập chân lý để thay thế cho những tư tưởng bất chánh, dục tình lãng mạn. Thế cái hay thay thế cái dở, lần hồi trí sẽ yên lặng đứng vững trong tinh thần đạo đức. Học hành, học hành sâu rộng, thâu hoạch kiến văn càng nhiều càng hay. Nên nhớ rằng chữ học hành gồm có hai giai đoạn là học và hành. Học là quan sát, phân tách sự vật ra từng môn, từng loại và tổng hợp thành một cái biết, cái thống hệ có mạch lạc. Phép học này gọi là la tập, lý luận pháp. Cái hay biết gọi là lý trí. Hành là làm, học để biết, biết rồi phải làm cho cái biết ấy biến thành tâm đức, để rồi nó nhát xuất ra tư tưởng, lời nói và việc làm. Đó gọi là kinh nghiệm. Theo Nho giáo, kẻ học phải làm năm việc là học, vấn, tư, biện và hành. Học, lấy sự tìm tòi làm cho giỏi các việc gọi là học. Vấn, lấy sự tìm tòi giải rõ sự ngờ vực gọi là vấn. Tư, lấy sự tìm tòi làm thông suốt các thiết lý gọi là tư. Biện, lấy sự tìm tòi làm tình trường việc suy xét để giảng giải lại cho rõ gọi là biện. Hành, lấy sự tìm tòi hiểu biết làm ra sự việc gọi là hành. Tuy chia ra năm việc làm, nhưng tổng hợp thì có một lẽ là thể hợp tâm và lý. Sự hay biết vốn do tâm linh, chứ không phải do sự vật bên ngoài. Tâm linh là chủ thể của cái biết, sự vật bất quá là cái bị biết mà thôi. Thế nên, sự học cần tu dưỡng trí não, nhất là suy gẫm. Pháp môn này khai mở tâm tư được rộng rãi. Ví dụ, khi đọc sách, chúng ta thấy một tư tưởng nào đó thì phải gia công suy gẫm. Cách suy gẫm phải phân tách ra từng môn loại, từng khía cạnh, rồi mỗi mỗi điều phải dùng trí suy gẫm đáo để, phải tự hỏi, rồi tự trả lời.
mãi đến khi nào cái biết ấy không còn cãi vã nữa được mới thôi. Mục đích học hành hoàn cải tâm tánh hầu trở nên thiện mỹ, chứ không phải tầm chương trích cú. Thế nên kẻ học khi tìm được điều lành thì mạnh mẽ làm theo cho đến thành quả, hoặc chọn được điều chẳng lành thì phải tận lực trừ khử cho thật sạch. Công phu lâu ngày thì trí trở về cảnh chơn và sẽ cường kiện sáng suốt định trí. Định trí là một công phu giúp cho sự học hành mau tiến. Vả lại, trí là một quan năng đứng ở giữa giác quan và chơn thần. Bên trong vô vi thì nó thông công với thần minh để truyền thiên lý ra ngoại giới. Bên ngoài nó trực tiếp với cái thức của thân ngũ ẩn. Thành thử, trí tuy bản thể chơn nhưng nó cũng bị cảm nhiễm một phần vọng của cái thức ấy. Vậy nên chúng ta cần phải tịnh định làm cho trí quần nguyên bản thể thanh tịnh của nó. Phương pháp đó gọi là định trí, kể như sau. Phương pháp thực hành. Định trí là chăm chú vào một vật nào đó, để rồi có thể phát quả vật bằng tư tưởng ở trong ký ức. Hoặc nói cách khác là tập trung tinh thần vào một quan niệm chi đó rồi giữ chặt nó. Khi bắt đầu chế ngự chân trí, chúng ta cũng bắt đầu chạm trán với những chướng ngại vật ở trong tiềm thức, nguyên những tư tưởng và dục tình lãng mạn như đã kể trên kia thì đã tiêm nhiễm vào trí, thì trí dùng bộ não và thần kinh làm trường vận động để trực tiếp hoạt động với sự vật bên ngoài. Khi cơ duyên bên ngoài hết thì nó lặn vào trong tiềm thức ở ẩn, để rồi xuất hiện hoạt động nữa. Nếu có cơ hội, thích ý, nhiều lần hành động như vậy thì trí não và thần kinh có thói quen vọng động. Nay chúng ta thực hành phép định trí thì thói quen vọng động này là một trở lực không nhỏ. Chúng tôi xin đề cập ba pháp môn của Phật giáo là giới, định, huệ. Giới, trì giới có nhiều bậc như ngũ giới, thập giới, cụ túc giới, vân vân. Trì giới nghiêm trang thì thân khẩu ý đứng vững trên đường chánh đạo. Định, làm chủ lục căn, lục trần, lục thức và hồi hướng về nội giới, tâm linh khám phá, bài trừ phần vọng, tồn dưỡng phần chân vững vàng, đó gọi là định. Huệ, suy gẫm đáo để xử lý ngoại giới võ trụ và nội giới tàn linh, tinh thần sáng suốt, biết đâu là vọng, đâu là chân. Mỗi mỗi tánh tướng sự vật đều phân biệt tinh tường, được cái biết vô ngại, chẳng còn mê chấp ngộ nhận nữa, đó gọi là huệ. Tóm lại, giới, định, huệ thành toàn lẫn nhau, nhất là định và huệ tương liên rất mật thiết. Có định mới có huệ mới có định. Định và huệ tiến hành song song và điều hòa thì mới có thành công kết quả. Trái lại, nếu định nhiều mà huệ ít thì bị hôn trầm, còn huệ nhiều mà định ít thì sanh tán loạn. Theo Phật học, cộng phu giới, định, huệ viên mãn thì bát thức sẽ biến thành bốn thành trì như sau. Một, thành sở tác trí, ngũ thức. Khi phóng túng theo vật chất thì sanh tư tưởng, trần tục làm rối loạn tâm linh. Nay hành giả bỏ vọng về chân thì nó phản bổn quần nguyên mà thành. Thành sở tác trí, trí này hay giúp chúng ta làm tròn bổn phận mình với một cách quang minh chánh đại. Hai, diệu quan sát trí, ý thức vọng động sanh ra tình dục. Nay hành giả hướng về thiên lý, bỏ vọng tồn chân thì ý thức trở về nguyên bản của nó và biến thành diệu quan sát trí. Trí này xem xét sự vật với cách tinh tường thấu đáo. 3. Bình đẳng tánh trí, mạt na thức ngoài nương ý thức, trông cậy a lại gia thức rồi ngấm ngầm tư lường phiền não. Nay trong ngoài đã an tịnh và những tư tưởng phiền não cũng đã tuyệt diệt thì mạt na thức biến thành bình đẳng tánh trí. Chúng ta nhờ trí này mà thực hiện được sự từ bi bác ái công bình. 4. Đại viên cảnh trí, a lại gia thức
là cái kho tàng tích trữ những tà kiến, ác kiến, thành kiến, hữu lậu, những chướng ngại vật tế tắc tâm linh làm cho chúng sanh lạc nẻo, lầm đường. Nay hành giả đã thâm nhập vào trong, khám phá và bài trừ những tâm tướng ấy, thì A Lại gia thức biến thành đại viên cảnh trí, là một năng lực trực giác sáng suốt quang minh. Hãy sự vật đến thì nó cảm thông mà biết được sự vật toàn diện đến chỗ tinh vi, đó là phép thần quá, và là một trạng thái huệ trí trong sạch viên dung, đứng ở giữa thiên lý và nhân dục. Công phu định trí phải liên tục thực hành và tinh tiến. Nói tỉ như người kia có bệnh kinh niên, nay mới dùng một vài thang thuốc mà muốn mạnh cấp kỳ sao được. Phương pháp thực hành bất luận trường hợp nào cũng có thể làm được. Ngoài giờ thiền định, trong khi làm việc hàng ngày, chúng ta đặt trí chăm chỉ vào việc làm và cố gắng làm việc kỹ càng. Trong khi làm việc, nếu trí sao lãng thì mau đem nó trở về chỗ nhất định. Mặc dầu làm việc hay ở không, hay tham thiền, lúc nào cũng giữ lòng bình tĩnh, an vui, tự chủ, không ưu phiền, không phóng túng mà cũng không khổ khắc. Định trí là một phương thức ổn định trí và dìu dẫn nó theo đạo pháp và tùng lĩnh chân ngã. Một khi tư tưởng được lọc lược, trí được điều hòa, thì trí sẽ ung dung tiếp nhận thiên lý và thực thi trong đời sống thực tế. Đó là thể hiện thiên đạo thành nhân đạo. Nên nhớ rằng công phu định trí không phải cưỡng bách tinh thần và vật lực, mà trái lại phải phản nhiên mà làm. Không nên bó buộc hơi thở, không nên làm căng thẳng thần kinh, bởi vì làm như vậy là nhập mệt thân thể và bế đường di chuyển thần lực. Trong giờ tham thiền cũng như khi rảnh rang, lúc nào cũng nên thả lỏng lưng cốt, thần kinh và thần khí. Khi mới bắt đầu tập định trí, không nên hành công quá 5 phút. Đến khi quen rồi sẽ tiến lên 10 phút, 20 phút, vân vân. Tham thiền mà có nhức đầu là triệu chứng không tốt. Ấy vậy, chúng ta phải đề phòng. Chân khí có liên đới, quan hệ với trí, nó luôn luôn thay đổi theo tánh cách của tư tưởng. Sự thay đổi ấy, nếu xảy đến mau chóng quá thì có hại sức khỏe. Thế nên, sự trầm tĩnh rất cần. Lý trí tuy không lột trần được chân lý tuyệt đối, nhưng nó rất cần cho đời sống hiện tại, bởi vì sự hiểu biết của nó thực tế như 2 với 2 là 4, không hơn không kém. Theo luật nhân quả, ở thế gian chẳng có quả nào mà không nhân, mà cũng chẳng có nhân nào không quả. Ấy vậy nên công phu định trí của chúng ta được bao nhiêu thì sự sáng sủa của chúng ta cũng được bấy nhiêu. Dưỡng thần, thần là một điểm linh quan chí chân, chí thiện, chí mỹ, trời phú cho người. Nhắc lại, khi Đức Chí Tôn sanh hóa loài người, thì Ngài phú cho mỗi người một điểm linh quan ấy, ai cũng như ai. Ở nơi thánh, nó không thêm, ở nơi phàm, nó không bớt. Thế mà thánh phàm khác nhau chỉ vì thánh biết tồn dưỡng, còn phàm thì buông lung. Nay muốn đem thần phản bổn, quần nguyên bản thể tự nhiên, chúng tôi xin đề cập phép dưỡng thần sau này. Bây giờ, chúng ta nên bàn trước cho rõ chữ thần rồi sau sẽ thực hành phép tồn dưỡng. Chữ thần nói đây, Vương Dương Minh gọi là lương tri, rồi ông nói rằng, bản thể của tâm là thiên lý. Cái chiêu minh tinh giác ở trong thiên lý gọi là lương tri. Vậy lương tri, thần, ở trong thiên lý tức là tánh bản nhiên của người. Lúc nào nó cũng tự nhiên tự tại, không tìm biết cái gì, nhưng cái gì cũng biết, vô tri, nhi vô bất tri. Cũng như mặt nhật, không định chiếu ở đâu, nhưng chỗ nào cũng sáng. Phật giáo gọi là cái linh giác này là trí bát nhã, và giảng đại lược rằng, trí bát nhã rộng lớn, châu biến khắp pháp giới, dùng nó thì thông suốt mọi lẽ, tất cả đều gồm về một mối, tới lui tự do chẳng hề ngưng trệ. Nó tiềm ẩn trong cảnh vô sắc, vô danh, lý luận ngôn ngữ không thể trạng tỏ cái bản thể của nó được.
Nói rút lại thần minh lương tri, trí bát nhã là một linh giác tự nhiên mà có, chứ chẳng phải nhờ học vấn, suy luận để khai mở như trí thức. Nó cảm thông, quán xuyến càn khôn vạn vật. Cái biết ấy cũng như trực giác của khoa triết học cận kim, tức là cái biết tổng quát toàn diện, không phân biệt khách quan và chủ quan, không phân biệt năng tri và sở tri, không phân biệt chủ tể của cái biết và vật bị biết. Cái biết ấy nếu thêm thì thừa, bớt thì thiếu, thật là cái biết tròn trịa, vẹn toàn không khuyết điểm. Cái linh giác ấy lúc nào cũng ngự trị trong cõi lòng thanh tịnh, tức chưa có mừng, giận, thương, vui phát động. Tâm trạng ấy Nho giáo gọi là trung. Còn khi có tư duy mà trúng tiết thì trạng thái ấy gọi là trí ở trong cảnh hòa. Trung là gốc lớn trong thiên hạ, hòa là con đường thông suốt đại lý trong thiên hạ. Hoặc nói cách khác, tâm tịnh thì thần chủ trương thiên lý, còn tâm động thì trí suy gẫm tìm thiên lý lẫn lộn trong nhân dục và đem cái biết ấy về với thần. Thế đủ biết thần và trí chủ trương hai lãnh vực khác nhau là vô vi và hữu vi. Chúng tôi đề cập theo đường triết học, kẻ học phải không còn giận ghét, không còn ham muốn vật chất, trừ bỏ mọi sự ưa thích, mọi sự luyến ái, bỏ tất cả việc giả tạm mà khuynh hướng theo cái bất diệt, như linh hồn bất sanh bất tử chẳng hạn. Có vượt lên cõi tuyệt đối, tìm chân lý toàn diện, không nên cố chấp việc nhỏ mọn hẹp hòi. Tâm hồn luôn luôn tự nhiên tự tại, không điên đảo, không ủy mị, lo lắng giúp đời vì lòng từ bi, chứ chẳng phải vì lòng ích kỷ tư lợi, không mong hưởng kết quả. Việc mình làm giúp người chẳng cầu trả ơn, lấy đức báo quán, lấy lễ hòa người, không quan tâm đến sự vui buồn vinh nhục, mà luôn luôn hồi hướng về nội giới tâm linh, tìm kiếm bổ khuyết những cái gì mình còn thiếu. Cửa lòng khép chặt, tâm thần bình tĩnh cũng như ngọn đèn, tránh khỏi trận cuồng phong. Tinh thần luôn luôn đặt vào lòng Thượng Đế và thể theo đức háo sanh của trời mà thương yêu muôn loài vạn vật và tùy phương tiện chở che giúp đỡ chúng nó theo nguyên tắc quá dục quần sinh của đức Thái Cực Thánh Hoàng, tức Thượng Đế. Đường sùng đạo ở đây, thay vì loại trừ tư tưởng lãng mạn, chúng ta lại tập trung tinh thần về một mối và chiêm ngưỡng đấng thiêng liêng mà chúng ta đã sùng bái. Ví dụ, người tín đồ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, mắt cứ nhìn thẳng vào thánh tượng Thiên Nhãn và lòng cứ tưởng niệm danh hiệu Đức Cao Đài Thượng Đế, hoặc tưởng niệm danh hiệu của một vị Phật, vị tiên hay vị thánh nào. Người tín đồ tưởng niệm vị giáo chủ lâu ngày thì họ sẽ hái được hai kết quả một lượt. Kết quả thứ nhất, danh hiệu mặc niệm kia làm chữ thoại đầu định trí lâu ngày, nó biến thành một tâm niệm rõ ràng, ngự trị trong lòng rồi, những tà niệm không có chỗ xen vào được, thế là tâm được yên lặng. Kết quả thứ hai, người đệ tử thường thông công với đức thầy mình, lần hồi linh hồn sẽ dạng dị, để rồi lãnh hội sự cảm hóa và sự truyền thọ ở giữa thầy và trò được dễ dàng hơn. Con đường sùng đạo rất tiện cho người học, nhưng nó đòi hỏi phải có đức tin sâu xa, vững chắc và công phu liên tục. Bởi vì thay vì loại trừ dục vọng, chúng ta đem lòng tín ngưỡng thay thế. Công phu có lẽ dễ hơn, nhưng nó đòi hỏi nhiều ngày giờ, dầu theo đường triết lý hay sùng đạo, điều công viên thì cái chánh quả đều như nhau. Đạo Đức Kinh Chương 1 nói rằng, thường vô dục, di quan kỳ diệu, nghĩa là không động tâm thì lấy được cái diệu, tức thần. Đại khái nói rằng, muốn đến nơi thần ngự trị thì phải giữ lòng thanh tịnh, tức vô dục. Sau đây, chúng tôi thể theo Phật giáo giảng giải sơ lược một câu Bát Nhã Tâm Kinh.
Âu cũng giúp thêm một ánh sáng về tâm vô dục. Ngày xưa có một vị Bồ Tát tọa thiền, trong khi ông tự tại quán tưởng được lâu lần rồi, ông giác ngộ cái lý chân không trong thần sắc và cảnh sắc. Thế mà sắc thân và sắc cảnh là gì? Và lý chân không ở trong sắc thân và sắc cảnh ra sao? Sắc thân chỉ về thân ngũ ứng. Tuy thân ấy có hình thể, nhưng nó vốn do tinh cha, huyết mẹ và cái thức của mình nấu cấu sanh. Cổ nhân gọi nó là thân trần cấu, tức nó do nhân duyên ở cõi trần cấu sanh. Nhân duyên hiệp thì nó sanh, nhân duyên tan thì nó tử. Sanh kỳ tử quý, chớ chẳng có tánh thường trụ. Bồ Tát quán tự tại giác ngộ cái lý chân không là lẽ như vậy. Sắc cảnh chỉ về sự vật ở đời pháp, nó có hình tướng màu sắc là do tứ đại địa thủy hỏa phong cấu sanh. Cho đến ngày nào nhân duyên ấy tan rã thì hình tướng màu sắc của pháp trần cũng hết. Chứ sắc cảnh chẳng có tánh thường trụ. Bồ Tát quán tự tại giác ngộ cái lý chân không cũng vì lẽ như vậy. Sắc thân và sắc cảnh là không. Chính cái lý vô thường và vô ngã ấy là một vị thuốc trị bệnh mê chấp của chúng sanh. Nay hành giả biết pháp chỉ quán như vị Bồ Tát đã nói trên, thì hành giả sẽ không còn cố chấp ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng nữa. Ngoài phép quán tưởng để phá những tướng mê chấp ở trong chỗ sâu kín, mà ngay bây giờ học giả cũng phải tịnh tâm nữa. Tại sao? Bởi vì thần ở trong cõi lòng vị pháp chi trung, nghĩa là chưa có mừng, giận, thương, vui phát động. Mà muốn tâm tịnh, chúng ta phải điều chỉnh nếp sống của mình, nghĩa là thay vì ham mê vật chất, tranh đua hơn thiệt trên đường danh lợi, chúng ta nên xem thế giới bên ngoài là giả tạm, xóa bỏ đời sống vật chất, hồi hướng về nội giới tâm linh, thực hiện cái thuyết vô ngã, vô thường để trừ hẳn tật ích kỷ, hẹp hòi, mở rộng lòng vị tha bác ái, bắt ý thức hệ của mình vào trong nguyên lý thiên địa chi đại đức viết sinh để thực hành, thực nghiệm và thực hiện. Hễ tâm tịnh thì thần an. Tuy nói rằng kẻ học phải đặt mình vào cảnh chân không để dưỡng thần, nhưng chân không đây chẳng phải khô khan như cây như đá, mà thật là có cái chiêu minh linh giác tức thần chủ trương bên trong. Thần ở trong tâm thanh tịnh vô vi, cũng như ông chủ nhà ngự trị trong căn nhà bằng pha ly, lau chùi, tắm tươi sạch sẽ. Nếu có kẻ gian đến thì người chủ nhà trông thấy liền. Thì thần ở trong tâm thanh tịnh vô vi cũng vậy. Nếu có tà kiến, ác kiến, manh nha thì nó biết và ngăn ngay, chứ không cho phát hiện hình tướng. Đơn kinh bảo rằng thần phải rình vọng thức cũng như mèo rình chuột, chuột đến thì mèo bắt, cũng như vọng thức manh nha thì thần phải ngăn liền. Mặt vô lượng thần tiên tùng thử đắc, nhưng chúng ta còn cần phải khai thông đường tấn hóa của mình. Ấy vậy nên chúng ta cần phải dùng chân trí mà tìm tòi thiên lý còn lẫn lộn trong nhân dục để bồi bổ cái biết của mình cho đến toàn giác toàn tri. Nhưng cách hoạt động của chân trí lúc nào cũng phải lấy thần làm chủ động, dùng đạo pháp làm phương châm, khiến cho thần trí điều hòa cũng như mái âm dương trời đất. Hãy động thì nhất bổn tâm ư vạn thù, còn hãy tịnh thì vạn thù phục ư nhất bổn. Phải chăng đây là cái lý nhất dĩ quân chi của Đức Thánh Sư Khổng Phu Tử? Chương thứ ba, tâm ly. Tâm là chủ tể của thân thể, tâm muốn hành động thì thân thể phải tuân theo. Thế mà tâm ra sao? Tâm vốn tịnh là tánh trời phú cho, nhưng khi người ta nhập thế cuộc, thân cảm nhiễm vật chất rồi, thân lôi cuốn tâm làm cho tâm phải động. Mà tâm động thì trạng thái ấy gọi là ý,
tâm chỉ phát động tiện thị ý. Vương Dương Minh ý hiệp với cái trí thức của thân ngũ ẩn để tạo một nếp sống hiện tại, thì ý khuynh hướng về phàm trần, phóng túng theo vật chất, mưu cầu sự thỏa thích. Nhân thân thì ý sanh dục vọng, đó là mối loạn tâm đó vậy. Phép thành ý và chánh tâm sau đây sẽ giải quyết vấn đề ấy. Một, thành ý. Ý khi hòa hợp với cái thức của thân ngũ ẩn thì nó khuynh hướng về phàm trần, phóng túng theo vật chất, mưu cầu sự ích lợi cho nhục thân. Nhân đó mà ý sanh vọng động và ham muốn vật chất, tình dục sôi nổi làm loạn tâm cũng vì ý vọng động đó. Thành ý nghĩa là sửa ý trở nên chân thật, bởi chữ thành nghĩa là vô dục, tức là trừ tuyệt sự ham muốn vọng động của ý, gọi là thành ý. Và cũng vì thế nên chữ thành ý cũng có nghĩa là cảm hóa ý trở về với tâm thanh tịnh vô vi. Ý tuy có một danh từ, nhưng sự động tác của nó có bảy thức khác công đồng hiệp tác, thành ra bát thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, ý thức, mạt na thức và a lai gia thức. Muốn được để bề giảng luận, chúng tôi xin tạm chia ba đoạn như sau: ý thức, mạt na thức, a lai gia thức. Ý thức là thức thứ sáu. Ý thức sở dĩ phát sanh là do năm thức ngoài thông truyền pháp trần, sự vật ngoại giới vào nó. Ý thức chấp lấy pháp trần ấy rồi phân biệt tốt xấu, hơn kém, lành dữ. Lòng hiếu ố theo đó mà sanh. Lòng hiếu ố, nếu người ta không kìm hãm được thì ý thức chạy rong ra ngoài, khiến người quá theo vật. Nghĩa là lúc bấy giờ người ta cứ theo lòng hiếu ố mà hành động. Xin xem ví dụ kế đây. Ví dụ thứ nhất, khi người ta gặp cảnh không vừa ý thì hờn giận, oán ghét, buồn khổ và lo tránh xa cảnh ấy. Ví dụ thứ hai, khi gặp sự vật thích ý thì ham muốn, trìu mến, rồi lo làm thế nào cho sự vật ấy về tay mình. Nếu được thì vui mừng và sợ mất, sợ hư mà phải gìn giữ, săn sóc. Trái lại, nếu thất vọng thì đâm ra thù hiềm, oán giận, những tưởng lưỡng lực này biến hóa thiên hình, vạn trạng kể không xiết. Kinh Phật gọi tóm tắt là thất tình. Mừng, giận, thương, vui, yêu, ghét và muốn là lục dục, muốn sắc, muốn thinh, muốn hương, muốn vị, muốn xúc và muốn pháp. Thất tình và lục dục tùy bên ngoài mà hiệu sinh. Như chúng ta thấy có người đương vui mà bỗng nhiên buồn, đương giận mà bỗng nhiên thương, đương yêu mà bỗng nhiên ghét. Những tư tưởng ấy hoạt động sôi nổi đến khi hết cơ duyên bên ngoài thì nó tạm yên và biến thành những dấu vết tinh vi. Và theo truyền thống, thức là thức thứ bảy và ẩn náu trong hàm tàng thức là thức thứ tám. Và chờ cơ duyên khác đặng xuất hiện, tác động nữa và cứ thế mãi mãi. Mạt na thức là thức thứ bảy. Mạt na thức cũng có tên là ý căn, bởi vì ý thức dựa vào nó mà hiện sanh. Duy Thức Học bài số 5 chép rằng: thử dĩ nhị năng biến, thị thức danh vi nạp na, y chỉ quyền chiên hỷ, tư lường vi sánh tướng. Nghĩa là cái năng lực biến hóa thứ hai tên là mạt na thức, nó mượn thức thứ tám làm đối tượng để suy nghĩ. Tư lường là tánh tướng của nó, phận sự của nó là thông truyền chánh niệm của tâm linh ra sáu thức ngoài để thực hiện đạo đức. Và cũng có phận sự khác là truyền tống những tà kiến ác kiến ở ngoài vào trong hàm tàng thức để cất kính. Nó vốn ỷ lại vào thức thứ tám, cho nên nó cố chấp cái thân của A-lai gia thức, tức là thân ngũ ẩn, làm chân thật và trường tồn để tư lường. Duy Thức Học bài số 6 chép rằng: tứ phiền não thường câu, vị ngã si ngã kiến, tịnh ngã mạng ngã ái, cặp dữ xúc đẳng câu. Nghĩa là bốn căn phiền não thường vấn vít lẫn nhau là
ngã ai, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái, cùng với các sự xúc động khác như tham, quán, si, ái, nói tiếp lẫn nhau mà làm rối loạn tâm linh, tham, sân, si, ái đã nghĩ luận rồi. Bây giờ chúng tôi xin bàn bốn căn phiền não là: một, ngã sĩ. Ngã sĩ nghĩa là mê muội, không biết bổn tánh chân thật của mình, rồi nhận cái giả làm cái chân, rồi đối với lẽ đạo không biết vũ trụ nhân sanh là gì mà hướng hỉnh cho mình là quán thông chân lý. Hai, ngã kiến. Ngã kiến nghĩa là chấp lấy ý kiến của mình là chí thiện, rồi chẳng học hỏi chi nữa. Kinh Phật chép chuyện bọn người mà xem voi, người thứ nhất rờ đuôi voi rồi bảo rằng voi giống cây chổi, người thứ hai rờ chân voi rồi bảo rằng voi giống cây cột. Mỗi người quả quyết cái biết của họ là đúng chứ không sai lầm nữa. Người sáng nghe thấy bọn mù thì buồn cười, thế mà họ hiu hiu tự đắc. Người đời nếu căn cứ theo cái mê tầm của mạt na thức để nhận định sự vật như pháp thì chẳng khác nào nhóm người mù biết voi. Ba, ngã mạn. Ngã mạn nghĩa là bướng bỉnh, khoe khoang, tự cho mình là tài trời hơn tất cả mọi người. 4. Ngã ái. Ngã ái nghĩa là chỉ biết có mình là quý trọng, tài cao, đức rộng, không ai sánh bằng và muốn mình được tôn sùng và sống mãi. Nói rút lại, mạt na thức có tánh si mê, bướng bỉnh, nó chấp lấy nhục thân là cái ngã chân thật, rồi theo đó mà hoạt động nói tỉ như khi thức. Nó bắt chúng ta chạy tầng, chạy sở, cầu sự ích lợi, thỏa mãn, nhục thân. Còn khi chúng ta ngủ, nó lại bắt chúng ta mê tích đi. Mặc dầu thân thể này còn nằm trên giường ngủ, nhưng nó bắt chúng ta làm thân khác. Nếu mộng làm thân giàu sang thì lên xe, xuống ngựa và sống một cuộc đời vương giả. Còn như mộng làm thân nghèo hèn thì rách rưới lang thang, đi theo đầu làng xó chợ. Ông Tan Tử thật lại rằng, xưa kia ông nằm mộng, thấy ông là bún, lúc bấy giờ ông hớn hở làm bún với một cách thích thú. Mãi đến khi bừng tỉnh dậy mới hay rằng, nhục thân của ông vẫn còn nằm trên giường ngủ. Ông tự nghĩ, không biết Tan Tử mộng ra bún hay bún mộng ra Tan Tử. Thật, mạt na thức khiến người thì ngộ nhận cái giả làm cái chân. Nếu người ta không nghĩ lại thì cái ngộ nhận ấy sẽ xô người ta vào trong phép luân hồi chuyển kiếp vô cùng tận. A-lai gia thức là thức thứ 8. A-lai gia thức là biến thể của tâm linh. Thành thử, khi còn thanh tịnh thì nó sáng suốt. Phật học thí dụ nó cũng như biển giác, một màu trong sạch, toàn thể viên minh. Lúc bấy giờ nó ra lệnh cho nhục thân hành động theo thiên lý, nhưng về sau, nghĩa là thân ngũ ẩn bị nhiễm trần, lôi cuốn, nó biến thành một trạng thái khác, mang danh là thức thứ 8. Nó là căn bản của 7 thức kia, và chung quy nó vẫn giữ cất kín những vọng thức ở ngoài truyền vào, cho nên nó cũng có tên là hàm tàng thức. Sự hàm chứa của A-lai gia thức như vậy. Nguyên những tư tưởng ở trong ý thức, tùy cơ duyên bên ngoài mà động tác, mãi đến khi hết cơ duyên bên ngoài thì nó biến thành những đến dấu vết cực nhỏ, cực vi, và theo mạt na thức vào ở ẩn trong A-lai gia thức, chờ cơ duyên khác đặng phát sức động tác nữa. Mà mỗi một lần xuất hiện động tác rồi, lúc trở vào thì những dấu vết cực vi, cực nhỏ ấy lại thâu nhập thêm một phần sức mạnh nữa, tích thiểu thành đa. Cho nên từ muôn vàn kiếp quá khứ đến nay, những hột giống vọng thức tích lũy trong thức thứ 8 không biết đâu mà kể cho hết. Cũng vì lẽ ấy nên A-lai gia thức cũng có tên là chủng tử tạng, tức là cái tạng chứa đủ các thứ hột giống để sanh hóa. Nên hiểu rằng
Hột giống nói đây không phải vật chất như hột đậu, hột mè, mà thật là một sức mạnh vô hình có đủ cơ năng tùy duyên biến hiện. Sức mạnh này khi người ta còn sống thì nó ở ẩn trong tạng, chủng tử và tùy cơ hội sanh hoạt, cầu sự ích lợi cho thân ngũ ẩn. Còn khi tử hậu nó là hột giống sanh thần ngũ ẩn cho kiếp vị lai và cứ thế mãi, cho nên gọi nó là hột giống sanh kiếp luân hồi. Nay muốn giải thoát kiếp luân hồi thì phải tiệt diệt cái nguyên nhân sanh nó là nghiệp vô minh. Khi nào hết si mê thì chúng ta không còn ham mến việc phi đạo nữa. Như thế thì tình dục không có chỗ nương để sanh. Đó là chỗ mà sách Đại học bảo rằng muốn chánh tâm phải thành ý trước. Phương pháp thực hành thành ý cốt yếu phải làm chủ được lục căn, lục trần, lục thức. Làm chủ được 18 sở này tức là hàng phục được ý thức. Chúng ta còn phải hồi quang phản chiếu về nội giới để bứng gốc bứng rễ những vọng chấp ở trong thức thứ 7 và thứ 8 như tật hư nết xấu, thành kiến hữu lậu, nhất là ngã tướng và pháp tướng còn ẩn núp trong tiềm thức giới. Về phương pháp thực hành, mời quý ngoài cùng chúng tôi tham khảo học lý truyền thông từ xưa như sau. Đạo Đức Kinh chương 15 nói rằng: năm màu sắc làm chó mắt người ta, năm âm thanh làm điếc tai người ta, năm vị ăn làm tê tái lưỡi người ta, sự dung rủi săn bắn làm loạn lòng người ta. Bả vật mắc tiền khiến người ta hành động trái đạo đức. Lẽ như vậy nên thánh nhân theo tâm mà chẳng theo nhĩ mục. Đức Khổng Phu Tử bảo: khắc kỷ phục lễ, nghĩa là ép mình theo lẽ đạo. Như mắt đừng xem hình sắc của vật phi lễ, tai đừng nghe lời phi lễ, thân thể tứ chi đừng hành động phi lễ, miệng đừng ăn nói phi lễ. Quả thật vậy, nếu ngũ quan không vượt theo sự vật phi lễ thì ý sẽ được thanh tịnh. Phật giáo dạy bất tùy phân biệt. Thật vậy, nếu ngũ quan chẳng chạy theo vật chất để phân biệt tốt xấu hơn kém thị ngũ thức không chỗ nương để sanh, thế là ý thanh tịnh. Đệ lục giác quan là chỗ sanh lục thức. Nay giác quan ấy đã thanh tịnh thì phép thánh ý chẳng còn khó khăn nữa. Đức Lão Tử nói rằng: danh sách với thân bên nào trọng hơn? Thân sách với tiền của cái nào quý hơn? Đặng sách với thất cái nào khổ hơn? Ta, Đức Lão Tử, sở dĩ có hoạn nạn là tại ta cố chấp phục thân là trường tồn bất diệt, rồi quanh năm cứ làm thỏa mãn nó. Nay chúng ta cứ quên nó đi thì chúng ta có hoạn nạn gì đâu. So sánh lợi với hại rồi Ngài khuyên chúng ta nên vi vô vi, vị vô vị. Nghĩa là làm việc khi chưa đến, còn ăn thì không cần miếng ngon vật lạ. Hai câu này cắt nghĩa như sau. Một, vi vô vi đại ý như vậy: chúng ta đã biết làm giữ thì quả trả lại. Biết như thế rồi chúng ta không làm giữ, hoặc nói rõ ra là chúng ta biết làm giữ thì quả trả lại. Lành giữ tức tránh quả khi chưa đến, thế làm việc khi việc chưa đến. Hai, vị vô vị đại ý nói rằng: người ta ăn để sống, vậy ăn thế nào để sống là được, chứ không cần cao lương mỹ vị. Ở đời phải biết tri túc, nghĩa là biết đủ ăn, đủ mặc, đủ sống thì thôi. Tri túc thì tâm không vọng cầu, không phòng túng. Nghĩa là nói về việc tai họa thì chẳng có tai họa nào lớn bằng chẳng biết đủ. Nói về nguy hại thì chẳng có nguy hại nào lớn hơn lòng muốn đặng. Cho nên biết đủ trong cái đủ thì luôn luôn được đủ. Nói rút lại, phép thành ý khởi đầu từ sự ngăn ngừa lục căn không cho phóng túng theo vật chất. Còn bên ngoài thì xem lục trần như giả tạm, không quá ham muốn, không quá liếng ái, lục căn không giao tiếp với lục trần, thì lục thức chẳng có chỗ nương để sanh,
Thế là ý thức trở về chân, nghĩa là ý thức không còn sôi nổi làm loạn tâm linh nữa. Phép thành ý là thế. Còn cái bí quyết của nó, sách Đại học nói rằng cái mà gọi là sửa ý ra chân thật kia cốt yếu không tự khinh. Thử hỏi, từ trước đến giờ chúng ta thất tính với mình mấy lần? Chắc hẳn là không ít. Giả tỷ như lúc ấu xuân, chúng ta hứa với mình cố gắng học hành cho trở nên người hữu dụng, thế mà ít lâu lại thối chí ngã lòng. Đó là tại chúng ta tự khinh mình vậy. Phép thành ý phải cương quyết thực hành. Nói tỉ như khi chọn được điều lành thì tận lực làm theo, hoặc chọn được việc chẳng lành thì thật tình lánh xa. Làm lành, lánh dữ phải thực hiện rõ ràng, cũng như người ta ưa cái đẹp, ghét mùi hôi kia vậy. Hãy ý thành thì tâm sẽ chánh. Để kết luận phép thành ý, chúng tôi xin nhắc câu sách Nhạc Ký nói rằng người ta sanh ra lúc ban đầu thì tịnh, ấy là tánh trời phú cho người. Đến chừng cảm vật chất mà vọng động là tại sự ham muốn của tánh. Vật đến thì người ta cảm biết, lòng hiếu ố theo đó mà sanh. Lòng hiếu ố nếu chẳng kìm hãm được bên trong thì sự hay biết chạy rong ra ngoài, và nếu không nhu liễm được thì thiên lý bị tiêu diệt hết. Vả lại, vật cám dỗ người ta thì vô cùng, nếu không tiết chế được lòng hiếu ố thì lúc bấy giờ người ta bị quá theo vật. Mà hễ người ta bị quá theo vật thì thiên lý bị mất rồi, nên người sống theo nhân dục. Vậy tâm tịnh là tánh trời phú cho người ta, cho nên hễ chúng ta giữ được tâm tịnh thì thiên lý xuất hiện làm chủ nhục thân hành động theo đạo tự nhiên. Trái lại, để cho tâm động thì tâm lúc bấy giờ biến thành ý. Ý thì khuynh hướng về phàm trần, ham muốn vật chất, cầu thỏa mãn nhục thân, đó gọi là nhân dục. Mà hễ nhân dục càng thạnh hành thì thiên lý càng lu mờ, sự khổ não theo đó mà sanh. Vậy phép thanh ý tóm tắt là bỏ vọng tồn chân, hoặc bỏ động về tịnh. Mà hễ nhân dục tận tình thì thiên lý lưu hành. Chánh tâm. Tâm là thần minh, tiếng thông thường gọi là thần lương tâm. Sở dĩ tâm linh thiêng như thế là vì bản thế của tâm là điểm tánh trời phú cho người. Nho giáo gọi tánh ấy là thiên lý, vì cái chiêm minh linh giác ở trong thiên lý ấy. Dương Vương Minh gọi là lương tri, mà chúng tôi đã giải bài trong chương thần trí. Nhưng có điều khó cho người thế nhân là tâm vốn hư hư, thiệt thiệt, khi hiện, khi ẩn, thọt có, thọt không, trí phàm khó nhận thức. Đức Khổng Phu Tử nói rằng giữ thì còn, bỏ thì mất, ra vào chẳng có giờ khác, không nhất định ở chỗ nào. Theo lẽ này mà suy ra thì tâm người ta đáng lẽ chí thiện, chí mỹ, vì bản thể của nó là một điểm tánh trời ban phú cho người. Thế mà tại sao chúng ta phải thực hành phép chánh tâm cầu tâm được nguy lành? Ấy đó, chỉ vì khi nào người ta nhiễm trần, tâm bị nhục thân lôi cuốn mà phải thất chánh. Xem sách Đại học bảo rằng tâm nếu có nóng giận thì thất chánh, nếu có sợ sệt thì thất chánh. Mà hễ tâm đắc chánh thì mắt xem mà chẳng nhận biết, tai lắm nghe mà chẳng giận nghe, miệng ăn mà chẳng nhận biết mùi. Tình dục đã làm loạn tâm như vậy. Nay chúng ta đã thực hiện phép thành ý, tức đem vọng về chân, thì tâm được cởi mở một phần nào để rồi phục hồi chân tướng của nó. Bây giờ nói đến phép chánh tâm, phép này có hai mặt. Bên ngoài thì lo ngăn chặn khí quan, bên trong phải lo thành nhập vào nội giới, khám phá và tuyệt trừ những cái mê chấp như ngũ tướng, pháp tướng chẳng hạn. Nên hiểu rằng muốn bài trừ tâm tịnh không phải đứng bên ngoài dòm ngó, mà trái lại phải thâm nhập vào nội giới, dùng tâm biết tâm, dùng tâm trị tâm. Về phương pháp thực hành, chúng tôi đề cập phép
trai tâm như sau. Trai tâm là gì? Trai tâm là một phương thức đem tâm về cõi thanh tịnh vô vi và dồi mài, trao sửa cho nó phục hồi trạng thái thiên nhiên của nó. Phép trai tâm gồm có hai mặt là trai tâm tiêu cực, trai tâm tích cực. Trai tâm tiêu cực, đối với sự vật bên ngoài, hành giả phải giữ thái độ thụ động, nghĩa là xem sự vật như không quan hệ đến mình. Tùy có giao tiếp, có hành động, nhưng không vướng mắc. Chúng ta nên tưởng mình như một người ngoại quốc mới đến xứ lạ, người không quen. Ở hoàn cảnh ấy, chúng ta có đường chúng ta, sự vật có đường của nó. Huệ Năng Lục Tổ bảo rằng, kẻ hành giả nên đặt mình vào cảnh không, cần cho tâm được không. Chỗ này Đức Lão Tử bảo rằng, chúng ta nên giữ lòng lặng lẽ như đứa hài nhi chưa biết cười. Trang Tử bảo chúng ta nên quên, đại khái như quên việc trần lao tục lụy, quên tất cả những cái gì đã làm mê lòng, quên ngoài, quên trong, quên đến cả thực tại của mình. Pháp tọ vong này thực thi cho đến cùng cực. Lúc bấy giờ trong thân tâm chỉ còn có một cái toàn thể duy nhất và, theo Trang Tử, trong cảnh đại tịnh ấy, thình lình phát xuất một ánh sáng trong suốt có thể cảm thông với Đức Chí Tôn là nguồn sanh hóa vạn vật. Trai tâm tích cực. Thực thi phép trai tâm tiêu cực, tức như phép tọ vong, thì chúng ta đã ngăn được ngọn gió bát phong. Lòng chúng ta tạm yên trong cảnh bình tĩnh, nhưng những tâm tế tướng như ngũ tướng, pháp tướng chẳng hạn, vẫn còn tiềm tàng trong chỗ sâu kín. Thành thử chúng ta phải thi hành phép trai tâm tích cực nữa, tức phép tính sát để tuyệt diệt đến căn bản của nó, thì tâm mới được sáng tỏ viên dung. Công phu tỉnh sát có động tác, nhưng động tác nói đây không phải vọng động theo ý thức, không phải phóng tâm theo ngoại giới như phàm phu, mà thật phải hồi quang nhãn chiếu vào tâm giới, khám phá những mê chấp đại khái như trong khi tọ vong. Chúng ta thấy có một vọng niệm manh nha, tức thì chặn nó lại và cố tìm ra nguyên nhân của nó, rồi dùng cách quán tưởng làm cho tâm sanh nhàm chán để cởi mở cho hết vọng chấp. Ví dụ, chúng ta có tật nông nổi, chúng ta nên dùng lẽ trầm tĩnh để quán tưởng, nghĩa là cứ nhớ mãi trầm tĩnh thì nông nổi chẳng có chỗ xen vào. Công phu quán tưởng, lâu lâu trầm tĩnh thành thói quen rồi nó sẽ thay thế cho tật nông nổi. Thói quen là tánh tự nhiên thứ nhì, chúng ta nên biết điều ấy. Sau đây, chúng tôi xin trích vài chuyện của người xưa học hỏi với nhau để minh xác công phu tu hành. Khiết khuyết hỏi đạo nơi Bị Vi. Bị Vi hỏi rằng, xác ông giữ thật chính, mắt ông nhìn thật chuyên nhất, lâu lâu hòa khí sẽ đến với ông, thu liễm trí lại, giữ thân tâm điều hòa, rồi thần linh sẽ đến với ông, đức sẽ biến thành vẻ đẹp của ông, đạo sẽ biến thành nhà của ông. Bị Vi nói chưa dứt lời thì Khiết khuyết đã ngủ khì. Thật lòng người ấy như tro nguội, xác người ấy như xương khô. Đại để phép tọ vong là thế. Tuy thân tâm như thế, nhưng người ấy có một cái biết lạ lùng. Cái biết ấy cảm thông từ lớp trí thức, từng lớp ý thức và thâu nhập vào trong bản thể của vỏ trụ mà chúng ta không đủ văn từ để mô tả. Nhan Hồi hỏi phu tử về phép trai tâm. Nhan Hồi nói, nhà Hồi nghèo, không rượu để uống, Hồi không ăn hành, tỏi, thế có phải chai tịnh không? Đức Trọng Ni đáp, đó là chai tịnh để tế lễ chứ không phải trai tâm. Dám hỏi, thế nào là trai tâm? Hãy chuyên nhất trí ngươi, không nên nghe bằng tai, không phải nghe bằng tâm. Tiến lên nữa, không nên nghe bằng tâm mà phải nghe bằng khí. Nếu dùng tai để nghe thì nó ở ngoài, nếu dùng tâm để nghe thì nó ngưng ở chỗ họp. Khí là vật hư không, chỉ có hư không mới điều hòa với đạo. Thế thì trai tâm cốt yếu cầu tâm được hư không, nhưng ở đây dùng danh từ hư không để đánh đổ bệnh
đáo loạn, chớ sự thật thì tâm có một điểm chân thần ở trong cõi lòng vị pháp. Chí trung, cái linh giác này nếu biết hàm dưỡng theo pháp chánh định thì lâu lâu nó sẽ biến thành một tinh thần cường kiện sáng suốt, có thể làm chủ nhục thân, tiến hóa theo đạo tự nhiên. Nên hiểu rằng đó chẳng là một năng lực nào khác mà vốn thật là một trạng thái tâm linh tấn hóa đến một trình độ cao siêu. Mạng danh là chân ngã, mà cũng là điểm tánh của Đức Chí Tôn chia cho mỗi người. Nay chúng ta đem tánh thiên nhiên của mình trở về với nguồn cội của nó, tức nó trở về với Đức Chí Tôn, rồi nó sẽ hòa mình với đạo tự nhiên và vạn vật mà sanh sống trong vũ trụ. Thế nên chúng ta tạm gọi là võ trụ hóa tâm linh, hoặc nói cách khác là sửa mình sanh sống theo đạo trời. Và lúc bấy giờ trong tâm thanh tịnh kia chỉ có một điểm chân thần vi chủ cảm ứng mà biết mọi lẽ. Cho nên Đức Lão Tử nói rằng: không dòm ra cửa sổ mà biết đạo trời, không ra khỏi ngõ mà thông suốt việc thiên hạ. Chương thứ tư, tánh khí. Theo Chu Hối Am, trong khoảng trời đất có lý và khí. Lý là cái đạo thuộc hình nhi thượng, cái gốc sanh ra vật. Khí là khí cụ thuộc hình nhi hạ, cái đồ tể tạo ra hình vật. Bởi thế nên người với vật sanh ra ắt bẩm cái lý ấy rồi sao mới có tánh, ắt bẩm cái khí ấy rồi sao mới có hình. Theo lời lẽ trên đây, chúng ta hiểu rằng người ta sanh ra ngoài cái lẽ hình hòa của cha mẹ, người ta còn bẩm thọ của Chí Tôn một điểm tánh để làm tự tánh của mình, mà Chu Hối Am gọi là lý, như đã nói trên, và một phần khí của võ trụ để làm hình thể của mình. Tánh và khí, hồn xác liên hệ nhau như một thể, cho nên nói rằng chẳng có tánh nào mà không khí, và cũng chẳng có khí nào mà không tánh. Nhắc lại, khi bổn tánh người ta lìa khỏi cội sanh nó là Đức Chí Tôn, thì nó lưu hành khắp võ trụ, mà hỡi đến đâu thì nó theo lực đồng khí tương cầu, thu hút khí chất của võ trụ để tạo nên hình thể của mình. Thế nên tinh khí không phân biệt vật nào trước, vật nào sau. Cũng nhân lẽ này mà cổ nhân cho thân người là bầu trời đất nhỏ, hàm xúc đủ mọi khí thái cực, âm dương ngũ hành và các lẽ màu nhiệm của trời đất. Và cũng nhân lẽ này mà sách Lễ Ký nói rằng: người ta là đất trời đất, chỗ giao cảm khí âm dương, chỗ tụ hội quỷ thần và những tú khí ngũ hành. Đến đây, chúng ta hiểu rằng chúng ta do đạo mà sanh thành, nhưng khi đã dịch lý của võ trụ tức đạo mà sanh thành và khí đã trót sanh thành rồi, chúng ta cũng phải hàm dưỡng kỳ được lý đạo nơi mình thì mới sanh sống và tấn hóa. Đạo Đức Kinh chương 39 nói rằng: trời đất được một đạo thì trong, đất được một thì yên, thần được một thì linh, vạn vật được một thì sanh sống, đến như số một đạo nói đây. Nếu trời chẳng có nó để trong thì e trời phải liệt, đất chẳng có nó để yên thì e đất phải lỡ, thần chẳng có nó để linh thì e thần phải hiệt, muôn loài chẳng có nó để sanh sống thì e muôn loài phải diệt. Vậy đủ hiểu rằng chúng ta là một phần tử của võ trụ, chẳng những chúng ta phải sanh sống theo cái lối nhịp nhàng của đại toàn thể võ trụ, mà còn phải sống chung với muôn loài nữa. Đạo giáo có câu: giữ thiên địa đồng sanh, giữ vạn vật đồng thể. Cớ sở dĩ nhiên nên chúng ta hằng thấy người nào gần đạo thì hưởng nhiều hạnh phúc, trái lại kẻ càng xa đạo thì càng chịu nhiều thống khổ. Xem như Đạo Đức Kinh chương 39 nói rằng: vạn vật được đạo thì sanh, còn hễ thất đạo thì diệt. Vậy người ta là một loài trong số vạn vật thì người ta cũng chẳng ngoài công lệ ấy, nghĩa là người phải lập đức theo lẽ chí thiện và phải ăn ở thế nào để bảo tồn hai khí âm dương luôn luôn điều hòa bên trong nội giới. Theo y học Đông Phương, nếu hai khí âm dương bị thiên thắng thì mất điều hòa,
mà mất điều hòa thì thân thể mất sức khỏe và sẽ đi lần đến diệt vong. Đến đây chúng ta đã hiểu đời sống của mình can hệ với đạo tự nhiên thế nào rồi. Bây giờ chúng ta nên tìm biết tánh khí của mình, thay đổi, đổi thay làm sao, tự biết mình, tự biết đạo tự nhiên, rồi lần hồi theo đó mà học tập cần cho tánh khí đồng hóa với đạo tự nhiên. Thiết tưởng sự sanh hoạt của mình đã theo được cái hòa điệu của động lực nguyên thủy võ trụ, thì đó gọi là ta đặt đời sống của mình ra ngoài không gian, thời gian, nhân quả. Mà hễ không gầy nhân quả tiện thì là giải thoát kiếp luân hồi vậy. Bổn tánh. Như thánh ngôn đã chép trước kia rằng, tánh người là một điểm tánh trời phú cho, cũng như sách Trung Dung chép mạng trời là tánh người. Còn khí ở nơi người, tánh là bản thể của tâm. Thế nên muốn lấy tánh trước phải khai sáng tâm mình. Phật dạy minh tâm kiến tánh là lẽ như vậy. Phép minh tâm kiến tánh tuy không nói về khí nhưng chẳng tu, phải hiểu rằng tâm tánh phản bổn quần nguyên thì khí sẽ theo đến vậy. Nhắc lại, tánh ấy vốn của trời ban cho người, thành thử nó quyền diệu vô cùng. Hễ tịnh thì nó thu tàn những lẽ nhiệm màu thiêng liêng của võ trụ, còn hễ động thì nó ứng hóa khắp cả càn khôn. Tánh ấy vốn có một nhưng mang nhiều tên khác nhau, như Phật giáo gọi Phật tánh, Đạo giáo gọi linh quan, Nho giáo gọi bổn tánh, tiếng thông thường gọi linh hồn. Chúng ta chớ khá lầm lẫn danh từ mà phải sai lạc nguyên tắc tu hành. Về sự quan sát nhận định tánh ấy, ông Duy Ma Cật nói rằng, Phật tánh không nhiễm, không tịnh, không nhiều, không ít, không trước, không sau, không nhất định ở đâu, nhưng chỗ nào cũng thấy nó đến. Nó ngự trên lục nhập, sáu giác quan, sống ngoài tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó không phải vô vi và cũng chẳng phải hữu vi. Bản thể của tánh hồn nhiên ngôn ngữ của người ta không thể bàn luận, không thể so sánh, suy lường được. Thế mà vạn pháp ở thế gian đều quy về tánh. Quả thật tánh ấy tùy theo thời ẩn hiện, chủ trương hành động của người theo đạo tự nhiên. Nhưng nếu người ta không biết gìn giữ cái bản thể thanh tịnh của nó và để cho nhục thân trước nhiễm vật chất kích thích tâm động, thì lúc bấy giờ tánh bị biến ra một trạng thái khác mạng danh là tánh khí chất. Tánh khí chất theo danh từ mà định nghĩa thì tánh này do khí chất mà sanh. Nó hay khuynh hướng về phàm trần, mưu cầu sự khoái lạc vật chất, lòng nhân dục theo đó mà sanh. Theo Phật giáo hãy lòng người có tham chí, tham sanh ra sân, rồi sân lại sanh ra si. Đó là cái đại hoạn nạn của chúng sanh. Vậy phải làm sao để tránh cái hoạn nạn ấy? Chúng ta nên thực hành phép tồn thành dưỡng khí. Tồn tánh dưỡng khí. Tồn tánh nghĩa là giữ gìn nguyên vẹn tánh hỗn nhiên trời phú cho người, nghĩa là tánh ấy luôn luôn phải thuần nhiên thiên lý và tự tại trong thâm tâm, để chủ trương sự hành động của phàm thân. Dưỡng khí nghĩa là nuôi dưỡng cái khí của thân thể được hiện cường và lọc lược nó trở nên thanh khí, như khí thái hư của võ trụ, để rồi khí và tánh hiệp thành một pháp thân, sanh sống và giải thoát ra ngoài vòng nhân quả luân hồi. Tánh và khí tuy có hai danh từ, nhưng về sự động tác chúng nó có một thể mà thôi. Như chúng ta thấy, chẳng có tánh nào mà không khí và cũng chẳng có khí nào mà không có tánh. Tánh khí dung hòa thì mạng sống mới hoàn bị, tư tưởng và tình cảm mới cụ thể. Lẽ ấy chẳng khác nào khí âm, khí dương của trời đất lưỡng hiệp thành đạo biến hóa, sanh dục vạn vật. Cái cớ dĩ nhiên, cho nên phép tồn tánh dưỡng khí phải thực hành song song, khiến cả hai tánh khí nương nhau đồng tiến trên đường tấn hóa. Lữ Tổ, một danh nhân trong đạo giáo, nói rằng, tu mạng dưỡng khí mà không tu tánh, phép tu hành ấy đệ nhất bệnh. Còn tu tánh mà không tu mạng thì vạn kiếp âm linh, chớ khó nhập thánh.
Tuy vậy mặc dầu, nhưng tu hành chiếm phần ưu tiên, bởi vì tánh là tướng sói của khí. Tánh đến trước thì khí sẽ theo sau. Cũng như vị tướng sói ở đâu thì ba quân di chuyển đến trụ sở ấy. Cho nên có câu nói rằng, công phu tu tánh trước thiệt là một phép tu mạng đào để vậy. Về phương pháp thực hành, chúng tôi đề cập ba đề tài như sau: trai giới, công học, tâm học. Trai giới tức là ăn chay và giữ giới. Ăn chay, kẻ tu hành ăn chay, mục đích cần sự nhẹ nhàng tánh khí. Bởi vì vật thực vào tỳ vị tiêu hóa ra khí huyết, mà khí huyết có sở dụng quan trọng trong sự linh động của tánh khí. Xem lại bài ăn chay trong quyển Đại Đạo Giáo Lý trang 64. Trì giới, tâm không nghĩ đến tham lam trộm cắp, tâm không nghĩ đến dâm dục, tâm không nghĩ đến sát sanh. Giữ giới này đây thuộc về tâm học, cho nên hành giả phải tự chủ mới giữ được. Ba giới này là hột giống gây nghiệp quả luân hồi. Công học, về phần công truyền, tồn tánh, dưỡng khí, tức là trao dồi tánh khí chất và đem nó trở về với tánh thiên nhiên. Ở đây, chúng ta nên tụng kinh, đọc sách, tìm hiểu lẽ phải để làm theo, chủ yếu là ngăn ngừa dục vọng, bài trừ tật hư, nết xấu, vân vân. Quyển Đại Đạo Giáo Lý và phần phương châm nhập thế trước kia đã cống hiến một vài bài học nhỏ mọn về phương diện công truyền. Ở đây, tuy chẳng nói dưỡng khí, nhưng đồng thời với sự tu tánh, chúng ta phải lưu tâm đến sự dưỡng khí, đừng để khí hao tán vô lối. Tâm học, đến đây, chúng ta thực hành câu thành tánh tồn tồn đạo nghĩa chi môn. Đại ý là hàm dưỡng tánh bổn nhiên của mình trở nên thuần nhiên, thiên lý và cố giữ gìn cho nó tự tại mãi trong thâm tâm. Đó là bước đầu vào cửa đạo nghĩa. Có điều nên nhớ là tánh và khí không xa nhau, cho nên nói tồn tánh tức đã có hàm xúc cái nghĩa dưỡng khí rồi vậy. Ở đây, chúng thôi theo danh từ riêng của Mạnh Tử mà gọi chí và khí hạo nhiên. Thay vì dùng chữ tánh và khí, chúng ta nên hiểu rằng chữ chí nói đây cũng là tánh, nhưng dùng về mặt tích cực để điều khí, chứ chẳng phải chí với tánh là hai vật. Nay như hỏi chí và khí hạo nhiên ra sao, thì Mạnh Tử nói rằng chí tâm linh ngưng chỗ nào thì trạng thái ấy gọi là chí. Vậy chí cũng là tánh như đã nói trên. Khí đạo nhiên, khí này nguyên là khí lưu hành trong trời đất mà người ta